Vừa quần cho em, quần là quần Q69 này, quần Q69 cho em 229.000 một chiếc. Rồi. Có phần đai các chị nhá. Bạn hàng nó phải chuẩn như thế này các chị nhé, hàng phải chắc, nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Chị yêu như người mẫu ý nhỉ. Chị Phạm Thị Phương là chị em cũng không nhớ nữa. Đây, chắc là một khách hàng quen nhé, đúng không ạ? Áo M476 mặc đẹp lắm em ạ. Rồi em cảm ơn chị Mạnh Thoa rất là nhiều nhé. Chị Mạnh Thoa vào lúc nào mà em không biết. Rồi, hàng Quảng Châu chuẩn này này các chị này, lên đúng cú pháp cho em. Quần Q69 cho em nhé. Quần Q69 này, quần em đang mặc. Cái phần đai này. Phần đai và ở dưới nó sẽ có một cái đường ren nha các chị nhá. Phần ở dưới sẽ có đường ren. Thế nên là nhiều chị nào. Nhìn tối quá không nhìn ta. Rồi xin chào chị Nguyễn Hoa này. Áo em đang mặc bao nhiêu tiền? Chị Trần Sân Lâm ơi, áo em đang mặc là 199.000. Đó, chị nào chắc chắn lấy mã này thì lên đơn cho em và hiện tại không còn nhiều nữa. Rồi quần các chị lên cho em là quần Q69 cho em nhá. Quá đẹp. Kết hợp hai mã này cho em. Các chị mà đi làm thì rất là đẹp đúng không? Bao nhiêu tiền áo? Chị Huỳnh Hoa áo là 199.000. Cho em chào em gái chị mới vào rồi, chị Mạnh Thoa bây giờ mới vào đúng không? Em ơi bên em ship không đồng giá à? Bên em ship đồng giá là 30.000 chị nhá. Hello chị Hoa Nguyễn này, chị ơi lên quần lên kênh em, ok tím thế lên quần lên kênh chị nhá. Chị Hoa Nguyễn lên 0476 thì kèm số điện thoại cho em. Rồi các chị Hoa thay một cái quần Q69 này, đảm bảo các chị nhận quần này thì rất là đẹp luôn đấy. Không đẹp không lấy tiền. Hàng chuẩn hàng nhà em, hàng công hàng gọi là hàng xuất luôn các chị nhá. Đó, tím thế lên quần lên kênh. Rồi em đang like thêm một cái bếp nữa. Thế nên là nhiều chị như chị. Hả? Ở bếp nào vậy? Bên chuyên hàng Quảng Châu à? Rồi xin chào tất cả các chị ở bên bếp chuyên hàng Quảng Châu nhá. Bếp đấy đang bị chặn tương tác. Hôm nay em mới vào lại được. Những chị nào mà đang thấy em, các chị cho em xin một nút chia sẻ nhá. Rồi tím bung lụa tất cả những cái bát hàng xả cho các chị. Có bộ đồ chị nhá. Cho chị mã 062 màu xanh thứ 5 tuần sau chị nhận hàng được không? Được chị nhá. À thứ 5 tuần sau hả chị? Rồi các em ngày mai chị gọi điện. À em gọi điện chị. Chị chốt đơn cho em bảo là em ơi thứ 5 chị mới nhận hàng được thì em khoảng tầm khoảng thứ 2, thứ 3 gửi hàng cho chị. Tầm khoảng thứ 5 chị nhận được hàng cho em nhá. Rồi chị Ngoan Nguyễn lên lại cho em là M476 kèm số điện thoại cho em con mã này tầm khoảng còn 5 con. Đấy, 476 kèm số điện thoại cho em. Em 43 cân cao 1m50 có vừa không? Phạm Thị Phượng vừa áo, Phạm Thị Phượng nhá, còn quần thì không vừa. Hàng nhà chị đẹp lắm, cảm ơn chị Phượng, Phạm Thị Phượng rất là nhiều nhá. Rồi hello chị Đặng Biên này, xin chào chị Huỳnh Hoa. Quần là 229.000, áo là 199.000. Tất cả đều hàng loại đẹp nhé em. Ok chưa? Chốt mã nào lên đúng mã hàng cho em. Kèm số điện thoại cho em là được chốt đơn nhé. Không đẹp, không ưng, không lấy tiền. Rồi, những chị nào bên bếp chuyên hàng Quảng Châu, các chị cho xem một dấu chấm tương tác các chị nhé. Đấy, rồi. Bị cái bên bếp đấy là bị ẩn à, bị chặn tương tác một tháng nay rồi các chị ạ. Bị chặn tương tác một tháng nay rồi, thế nên là. Hả? Ờ. Rồi, chị Ngoan muốn một cái, chị Ngoan muốn một cái 476, ok các chị nhá. Ngày mai cứ cho số điện thoại và mã hàng chuẩn là em sẽ có đơn cho các chị. Ok, tiếp tục thêm một mã hàng tiếp theo. Có đeo đây không nhỉ? Tiếp một mã hàng tiếp theo này. Còn này. À, chị Hương Ngô Thị Thu ơi, 65 cân quần vừa chị nhá, 65 cân vừa cái này, có 631. À, chị Mạnh Thoa em vừa lên mấy mã mới rồi, tím cho tôi lại cho chị, có mã mới đầu live stream. Rồi. Hôm nay có mấy mã mới, và hiện tại vừa rồi em lên mã mới rồi, bây giờ em chuyển sang một chút về cái mã hàng, hiện tại nó còn ở trong kho còn lẻ. Chị Huyền Vũ ấy, quần là 229.000 chị nhá. 229 một chiếc quần. Xin chào chị An Nguyễn này. Áo chị mặc bao nhiêu tiền vậy chị? Chị Ngọc Trinh ấy, áo em đang mặc là 199.000. Cái mã vừa rồi em kể ra là mã 476 chị nhá. Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em là được chốt đơn. Rồi ok, mã hàng tiếp theo vài mã này hiện tại còn đủ size đủ số này. Chắc chắn lấy hàng thì lên đơn cho em. Rồi. Quá đẹp, quá xuất sắc các chị ạ. Chất vải rất là mềm và rất là mát các chị nhé. Tất cả đều là hàng thun cotton có giá 4 chiều thun mát. Rồi các em nhìn phần đá cho em này. Rồi và phần tay các chị nhá. Như chị nào mà trắng mặc rất là đẹp, càng đẹp. Hàng nó phải chuẩn 2 tem mát vàng các chị nhá. Phải chuẩn hàng tem 2 mát vàng.
Ok chưa, sơ vi với quần Q69 cho em. Quá đẹp, quá xuất sắc. Nhìn cảm giác như cái chiều cao của mình nó bị em van lên mất mấy phân đấy ạ. Ok chưa? Đủ size, đủ số, vẫn còn đủ size, đủ số cái mã này các chị nhá. Rồi cho em này. Đấy, quá đẹp các chị ạ. Rồi ok, xin báo mã cho các chị cái mã này luôn. M515 cho em. M515. Rồi cái mã này em quang lên rồi. 199.000 một chiếc thôi các chị ạ. Rồi các chị nào lấy mã này áo các chị lên cho em là M515 cho em nhá. Rồi bên bên này các chị đang bị ẩn đúng không các chị nhá. Chứ các chị chấm tương tác cho em đi. Có biết tích xanh này đang bị ẩn tương tác rất là nhiều rồi. Hello Nguyễn Hồng Bảo này. Đấy, rồi ok. Bị ẩn các chị ạ. Rồi ok, các chị nào lấy mã này các chị lên đúng mã hàng cho em nhé. M515 cho em. 199.000 một chiếc, quá đẹp. Không đẹp không lấy tiền và tất cả đều là hàng mới. Rồi xin chào chị Lương Công Quy này, xin chào chị An Nguyễn, xin chào chị Bích Thảo này, xin chào chị Hồng Trần này, xin chào tất cả các chị nha. Rồi các chị vào bây giờ mới vào đúng không ạ? Như chị nào mà bây giờ mới vào thì em sẽ qua những cái mã hàng vừa rồi em qua nhé, em sẽ lên lại. Rồi ok, chị An La Trịnh gửi cho chị áo em đang mặc, chị An La Trịnh lên lại cú pháp cho là M515 cho em. Rồi xin chào chị Ngọc Trần Ngô Thị chị này, chị nha rồi. À, xa quá, Ngọc Trần Ngô Thị đúng không ạ? Có áo phao không em? Áo phao thì hiện tại em chưa về áo phao ạ. Chị Bích Ngọc 50 cân có mặc vừa không? 50 cân mặc vừa cho em size M chị nhá. Các chị nghe rõ cho em này, cái áo này là M515 và có size ML và XL. Như chị nào tầm cân nặng 45 cân, 45 cân cho đến 67, 68 cân đổ xuống các chị mặc được cho em cái mã này các chị nhá. Tại vì cái form này nó sẽ rộng và hiện tại là có size. Đấy, 65, 66 cân thì các chị mặc cho em size XL. Và các chị nào tầm khoảng 47 cân, 45 đến 47 cân, 45 cân cho đến 55 cân các chị mặc size M cho em. Rồi ok chưa? Lên đúng mã hàng M515 cho em là được xuất đơn. 199.000 một chiếc thôi, quá đẹp. Quần là quần Q69 các chị nhá. Rồi Phương Trương lại nhảy sang bên này rồi ạ. Nó một tí mà. Hết khô cả cô. Hôm nay nhận tiếp một đơn hàng đẹp. Nữa đẹp lắm rồi. Cảm ơn chị Quyên Hoàng rất là nhiều nhá. Đấy, hàng đẹp thì các chị cho em xin một cái feedback trên livestream này. Còn những chị nào mà khách hàng mới các chị còn đang lăn tăn thì các chị cứ nhìn những cái feedback của khách hàng nhà em đã mua hàng rồi đấy các chị ạ. Cứ bình tĩnh, cứ theo dõi cho em, nếu mà hàng đẹp thì các chị ủng hộ em nhá. Rồi xin chào Phương Trương này, thấy Phương Trương rồi này. Đấy, quần thì các chị lên trên là quần Q69 thôi nhá, quá đẹp. Nó có túi các chị ạ. Tất cả đều là hàng cao cấp nha em. Không rẻ, không đẹp, không lấy tiền. Đấy. Tối nay là gió mùa về rồi thế nên là bắt buộc các chị phải có những một cái sản phẩm dài tay như này. Không là mai không có cái gì mặc. Ok chưa? Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em là được chốt đơn các chị nhá. M515 kèm số điện thoại cho em. Rồi, xin chào chị máy Nhật Ba đúng không ạ? Người đẹp cao bao nhiêu vậy? Chị Huyền Vũ em cao 1m6 và 56 cân chị nhá. Cao 1m6 và 56 cân. Bụng em hơi to thì em mới đẻ, tuy nhiên là cái mặc cái đồ đen nó rất là gọn, nó rất là gọn. Rồi, nhanh quá. Phương Trương muốn lên phần fan cứng của tất cả các bếp đúng không Phương Trương? Tiếp tục một mã hàng tiếp theo này, đảm bảo nên mã này các chị không đẹp không lấy tiền này. À, cái mã này thì rồi cái mã này phải tay này. Nói chung là những cái sản phẩm áo đen này, tất cả những sản phẩm nhà em đều rất là dễ mặc, những chị nào cao hay là béo hay là gầy đều mặc được hết, tại vì nó là chất co giãn 4 chiều. Béo hay gầy được mặc hết và cái này nó không phải là cái hàng xấu, hàng loại 2 loại 3 nó sẽ không bị bay ra hay xù mãi các chị nhá. Kéo ra như này và các chị thả ra nó vẫn về form cũ thôi. Nó vẫn về form cũ các chị ạ. Phan cứng một lần nữa chứ, phan cứng lại cả ba bếp phan cứng thì có phải chết. Rồi các chị này, một mã hàng tiếp theo và cái mã này là thôi các chị, là hiện tại em chỉ còn size mở à quên size đủ size nhưng mà còn số lượng rất là ít, còn đủ size tuy nhiên là số lượng rất là ít này. Những chị nào chắc chắn lấy hàng thì hãy lên đơn cho em và phải ngày mai phải nghe máy cho em nhá, phải nghe máy chốt đơn được thì hãy lên đơn hàng cho em. Còn mã này cực kỳ đẹp các chị này,
Ôi quá đẹp, quá xuất sắc các chị nhá. Về cái phần cổ này, tất cả đều là đính đá các chị nhá. Tất cả đều là đính đá, không phải là cái hàng dán đâu. Giặt máy giặt thoải mái cho em mấy phần tay. Đấy, nhìn kỹ cho em, hàng quá đẹp. Nhìn về nhìn cả dáng người cho em nhá. Em chỉ cao 1m6 thôi. 1m6 56 cân. Chẳng có chẳng qua em đi cái giày. Cái giày 3 phân này nhìn nó ăn gian chiều cao rất là tốt các chị nhá, kể cả cái quần này. Kiểu quần ống loe ăn gian chiều cao rất là tốt. Ok chưa? Những chị nào chưa sở hữu được cái mã này các chị lên luôn mã hàng cho em. Rồi xin chào chị. Chị Ne đúng không? Tên tên kiểu kiểu người. Rồi các chị lên đúng mã hàng cho em vào cái mã này. Hiện tại còn size M và size XL này. M, L và XL như thế nào tầm cân nặng 45 cân, từ 45 cân cho đến 65 cân mặc được hết cho em cái mã này. Lên đúng mã hàng cho em là M368 cho em. Còn em mặc chị 1m70 50. Hình như là chị ăn chị là chắc có mặc quần rồi. Chị có đặt quần rồi chứ chị ạ? Chị nhận được đơn hàng chưa? Chị nhận được đơn hàng bên em chứ chị ăn á. Rồi các chị nào lấy mã này các chị lên đúng mã hàng cho em là M368 cho em nhá. 199.000 một chiếc. Mình nay nhận được hàng áo đá mặc rồi đẹp lắm rồi. Em cảm ơn chị Sư Bất Tử rất là nhiều nhé. Quá nhanh đúng không? Thật ra là hôm qua em mới gửi hàng đấy. Hôm qua mới gửi hàng nhưng mà hôm nay các chị đã nhận được hết rồi. Đấy, bên em gửi rất là nhanh cho các chị để các chị mặc được đẹp. Đấy, mình thích hàng bên em phải gửi nhanh cho các chị để nó còn nó nóng hổi các chị ạ. Ok chưa? M368 kèm thuế là cho em con má này cực kỳ đẹp các chị nhá. Hàng còn ngoài còn đẹp hơn rất là nhiều. Tất cả những cái đá này nó là đều là đá sáng, không phải là đá xỉn màu đâu chị nhá. Và cái này các chị mặc mấy năm, 3-4 năm hay là 5-6 năm đều là không rụng đá. Hàng em bao đá cho các chị nhá. Bộ em đang mặc bao nhiêu chị thích chị 50kg. À 50kg thì chị mặc được cho em. Chị Dung Nguyễn này áo chị lên cho em là M368 cho em. Quần là quần Q69 này. Tất cả trên người. Đó, kể cả áo hoặc quần tất cả đều là hàng đẹp nha em. Các chị lấy cả set này cho em cũng đẹp. Cả set một áo là 199.000, quần là 229.000, các chị chỉ tính ra là 429.000 một chiếc thôi. À cả set này thôi. Đó, lấy áo thì lên cho là M368 cho em, quần thì là quần Q69 cho em. Ok chị ngoan với một cái M368 này. Đảm bảo các chị này, những chị nào mà nhận được áo này các chị cho em xin một cái feedback các chị nhá. Không đẹp, không ưng, không lấy tiền. Đó, cái phần tay các chị này. Gần cho các chị xem cái phần tay. Đấy. Tất cả đều là một dài đá, không đi đâu mất một cái viên đá nào hết. Tất cả đều là đá sáng màu, không bị xỉn màu một chút nào hết. Nhìn trên livestream các chị có thể nhìn nó không rõ, nhưng mà các chị nhận hàng, các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. À chị Phí Hoài Bùi ơi, chị đặt đơn hàng mới cho em nhé. Chị Phí Hoài Bùi nhá. M368 em 43 cân, cao 1m50, vừa cho em cho chị nhá. Chị Phạm, à cho Phạm Thị Phương nhá. Phạm Thị Phương lên cho chị là M368 em mặc vừa size M nhá. Ok chị Nguyễn Khánh một cái M368 này các chị này. Quá đẹp. Các chị cứ đẩy đơn lên cho em thôi. Chị Phí Hoài Bùi ơi, hình như là đơn của chị là có vấn đề, hình như là bị thiếu hàng mà em có bảo các bạn là bạn gọi điện cho chị rồi đấy nhưng mà chắc là chị không nghe máy ạ. À rồi chị An Anh cứ nhận đơn rồi đi, nếu mà chị vừa thì chị đặt tiếp cho em nhá. Hình như là chị có đặt được một cái quần rồi đấy. Nếu mà vừa thì báo em để em gửi đơn này sau. Rồi ok chưa? Chắc chắn lấy hàng thì lên đơn cho em này và chắc chắn là nghe được điện thoại thì hãy lên đơn hàng các chị nhá. Rất là nhiều chị đặt hàng nhưng mà gọi điện không được thì không biết là chốt đơn kiểu gì cho các chị. Đấy. Gọi điện không được thì các chị chốt đơn nó rất là mất thời gian. Cả buổi tối các chị ngồi săn hàng đẹp, cuối cùng là gọi điện không thể nào được thì bên em không dám gửi hàng. Gọi điện không được thì không thể gửi hàng được các chị nhá. M368 chị Phương lên lại cho em M368 nhá. Rồi em tạm xóa cái bình luận của chị đi để tránh trường hợp ngày mai nhầm sang cái mã khác này. Không mà ngày mai bị nhầm sang cái mã khác luôn. Rất là nhiều rồi. Chị Phương lên lại cho em M368 cho em nhá. Rồi, quá đẹp, quá xuất sắc nên tiếp tục một con mã hàng tiếp theo. Tụi bóng. Đó, con hàng má hàng gì này. Rồi chị Phương Lê còn đang ở đấy không? Cho lại là M368 nhá. Vừa lấy chị lên lại cú pháp thì em bỏ đi. Rồi đúng rồi, M368 cho em tránh hợp nhầm mã kìa. Cái mã này mà gửi sang nhầm mã khác thì đáng tiếc lắm. Tại vì nó quá đẹp. Rồi ok, chị Dung với một cái M368 thế này. Hiện tại là chị tầm, hiện tại càng cọc cả size.
Đó, tầm khoảng 15 chiếc. 15 chiếc các chị ạ. Tại vì mắt đấy hôm qua em lên rồi. Em sẽ lên một cái con hàng cao cấp hơn. Đấy, con mã này là hàng cao cấp hẳn các chị nhé. Ờ, rồi cái mã này nó cao cấp hẳn, tuy nhiên là em chỉ lấy. Thật ra con mã này ngoài thị trường bán là 290.000. Tuy nhiên là em xin phép là để nhỉnh hơn một chút thôi các chị nhé. Để nhỉnh hơn so với những cái mã bình thường một chút. Đây, các chị nhìn rõ cho em này. Và cái mã này nó có hai màu. Đấy, cái phần khóa các chị này điều chỉnh cho em nhé, rất là tốt này. Chị Thông có một cái M368 này, chị Dương có một cái M368, ok chị nhá. Chị Phương Lê nữa, ok chị nhá. Chị Lê Phạm Đào, ok chị này. Hello Phương Trương nhá. Rồi, xin chào tất cả các chị nhá. Những chị nào mới vào các chị cho xin một dấu chấm tương tác để tránh trường hợp bị ẩn comment các chị nhá. Đây cái mã này các chị nhìn kỹ cho em về phần tay áo này. Quá đẹp, quá xuất sắc, và thương hiệu Chanel. Ở để em chỉnh cái áo này. Không đẹp không lấy tiền. Ôi. Cái mã này các chị nhìn ngoài, các chị nhận hàng. Các chị kiểm tra hàng, phải kiểm tra hàng trước khi đón cho em, quá đẹp. Về cái đằng sau này. Đấy, đằng sau các chị nhìn kỹ cho em. Quá đẹp, quá xuất sắc đúng không? Các chị lên nhanh cho là M801 cho em. 801 này em xin phép chiên cho các chị với giá là 219.000 một chiếc. Đấy, không nghe nhầm. Đây là một hàng cao cấp nha các chị nhá. Hàng cao cấp nha em. Đó, chị nào chắc chắn lấy hàng thì hãy lên đơn cho là M801 cho em. Và được cho đơn các chị nhá. Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em. Rồi, chị Tự Nguyễn, chị 70kg không? À, chị Tự Nguyễn này lên đúng cho là M801 cho em 219.000 một chiếc. Hàng bao đẹp, bao giá và bao chất cho các chị. Đấy, ngoài thị trường bán 290.000, nhưng mà ở bên shop nhà đoàn em chỉ bán cho các chị với giá là 219.000 thôi. Đảm bảo hàng loại 1, không bán hàng loại 2, loại 3. Đấy, hôm nay là hàng đã gửi đi rồi, ngày mai các chị đã nhận được cái mã này rồi. Cho anh xin một cái feedback các chị nhá. Đấy, quá đẹp đúng không ạ? Các chị kết hợp với kiểu quần đen cho em, kết hợp với quần jean cũng được. Chân váy cũng đẹp các chị nhá. Chị nào thích mặc sexy các chị kéo xuống cho em. Đấy, còn không thì chị nào kín đã kéo lên cho em. Đấy, rất là đẹp đúng không? Cái này nó tận đằng sau này. Đấy, đằng trước không đủ, đằng sau cũng đẹp đúng không chị? Hỏi đẹp cả đằng sau nữa, phần cánh tay này. Không đẹp không lấy tiền, chị nào đẩy tất cả những chị nào ưng mã này các chị lên mã hàng luôn cho em đi. Tại vì là hiện tại nó vẫn còn đủ size, đủ số, ngày mai những chị nào lên sau hoặc là các chị ngày mai các chị mới bảo em ơi chắc chị mã này thì em không còn size. Thì các chị thông cảm cho nhé, không còn size, không còn mã hàng thì các chị thông cảm cho em. M801 kèm số điện thoại cho em là được cho đơn. Ngày mai nhớ để điện thoại cho em sẽ gọi điện cho các chị tầm khoảng 0 giờ trong giờ hành chính. Ok chưa ạ, thương hiệu Chanel này. Cái phần tay này có đính đá các chị nhé, có đính đá cái phần tay này. Ok này. Quá đẹp. Ok, chị Phí Hoài mua một cái 801 chị nhá. Đấy, đơn hàng mới, chị tạo đơn hàng mới cho em. Quá đẹp, cái hàng chuẩn nó phải khóa nó phải như thế này, nó không phải là hàng rít rít đâu chị nhá. Khóa nó phải mềm mượt như thế này. Ok chưa? Lên theo là M801, tránh trường hợp nhầm mã sang mã khác. Cứ đúng mã hàng, đúng số điện thoại lại được chốt đơn. Ok, cho chị Nguyễn Đông. Cho chị Nguyễn đăng một chiếc M801 chị này. Ok các chị nhá, lên phải nhìn kỹ cho em số điện thoại cho các chị. Tránh trường hợp gửi sai số điện thoại là em không thể gọi điện chốt đơn được. Nhìn kỹ cho em đằng sau này. Không đẹp, không ưng, không lấy tiền. Rồi. Đúng rồi, màu ghi chị nhá, màu ghi xám chị Nguyễn Phương Thảo nhá. Áo này đẹp, chị Nguyễn Phương Thảo lên luôn cho em đi. Con này đẹp lắm các chị ạ. Đây, đây là một dòng thương hiệu FT3, là thương hiệu cao cấp của nhà em. Đấy, cái này thì em không thể bán dưới 219 được, 219.000 được. Thế nên là chị nào chắc chắn lấy hàng thì hãy lên đơn cho em. Có cả size S các chị ạ. S, M, L, XL và 2 à, S, M, L đến size XL. Đấy, có 4 size. 4 size chị nào tầm khoảng cân nặng là 43 cân. 43 cân cho đến 65, 66 cân vẫn vừa cho cái mã này các chị nhá. 801 kèm số điện thoại cho em. Đấy, chị Nguyễn Phương Thảo lấy mã này đi. Có đẹp. Nhưng chị nào là khách hàng mới các chị lên luôn mã này cho em. Tại vì mã này nó không còn nhiều. Đấy, và em cũng hy vọng tất cả những chị khách hàng mới lên cái mã này. Quá đẹp các chị ạ. Rồi, ok này, xin chào chị Hai Nguyễn này. Quần em có bán chị nhá. Quần là quần Q69 chị ạ. Đấy, quần này thì em về rất là nhiều rồi. Và hiện tại nó chỉ còn số lượng rất là ít thôi. Đấy, Q69 này, quần đang mặc 229.000 chị Hai Nguyễn nhá. Lên đúng cho em cú pháp mã hàng kèm số điện thoại cho em là được cho đơn. Rồi, ok chưa? Phương chưa đang nhảy lung tung là 3 vết đấy. Em nhảy lót sang sang bên bếp bên kia là đủ 3 vết. Rồi, ok chưa này? Rồi, nhanh chóng để em chuyển sang cái mã hàng khác thì nhá. Rồi, 70kg lấy một áo M368, áo xuống mày.
70 kg mà nếu mà chị người gọn hoặc là chị cao trên 1m6 thì mới mặc vừa cho em nhé. Cái mã này bảo ra rất là đẹp các chị này. Chị Chi Dương ơi, quần là 229.000. Đấy, chị nào lấy quần thì lên đơn cho em. Quần hàng Cái chuẩn, này hàng đẹp nha em nhé. Ở đây. 5 chị xem, 6 chị xem, không chị nào nói gì à? Bên đấy em bị chặn thêm bác. Đây, quần hàng chuẩn nha em nhé, không bán hàng linh tinh vớ vẩn. Nhận quần hàng đẹp đấy các chị nhé, quần này là quần cao cấp đấy, hàng loại 1 Quảng Châu đấy các chị yêu ạ. Chồng chồng năng và phụ các chị ạ. À, chị bộ chị đo thủ thương ấy, áo là 219.000 một chiếc, còn quần là quần Q69 là 229.000 nhá. Áo là các chị lên nha, đúng cú pháp là M801 cho em. Tránh trường hợp gửi nhầm mẫu các chị cứ lên đúng mã hàng cho em là được. Cái phần tay rất đẹp đằng sau này. Nhìn cái phần đằng sau nhá. Không đẹp không lấy tiền mà lại. Nhìn kia đi, thật sự ưng thì hãy lên hàng cho em, lên đơn cho em. Nguyên xếp bao nhiêu tiền về áo là một áo là 219, quần là 229.000 chị nhá. Áo 219, quần 229, quá đẹp, có xuất sắc, không đẹp không lấy tiền. Ở shop khác các chị đảm bảo các chị này xếp này phải đến 600 700.000. Chị chắc hàng một cái quần Q69 chị nhá, đẹp okay. lắm chị ơi. Quần Q69 quá đẹp luôn các chị yêu này, không thừa ra một sợi chỉ nào luôn nhá. Hàng cao cấp lỗ khoảng Quảng Châu loại 1 luôn các chị đây. Đường may thẳng tưng luôn. Đấy. Cái không quần này là chỉ em đặt thêm nhá. Về số lượng tuy nhiên là nó về nhiều rồi nhưng mà nó hết rồi đây các chị này, đường may thẳng tưng luôn nhá. Đấy, chị yêu nào lấy cho em là quần Q69 nhá các chị yêu nhá, 249.000. 229.000. 229.000 một cái, còn áo là bao nhiêu nhỉ? 219.000. Áo là 219.000 nhá, chị nào lấy mã kèm số điện thoại cho em nhá. Chuyển sang mẫu khác các chị ạ. Rồi mã. Cái ơi, gửi cho em chưa? Nhan Hai ơi, rất thật tiếc. Chị có nhắn tin cho em rồi đấy, bây giờ chị không dám đâu. Chị không dám trả lời em trên này sớm. Đây nó có gen này các chị yêu, gen này là gen thủng ở dưới chân nhá, đấy cực đẹp luôn đấy. Cái này có một đường gen rất là đẹp các chị ạ. Đây đường may thẳng tưng luôn chứ không phải là nó cong cong như kiểu là may ẩu đâu chị nhá. Hàng này hàng loại 1 cực đẹp luôn. Ok chị Nguyễn Hải cái Q69 này. Vớ được đức ông chồng khéo mồm. Vớ được chị ạ, vớ được. Mai đi vớ. Qua rồi em chuyển sang siêu mã phẩm khác nhé. Chị nào lấy đi lên cho em quần là Q69 nhá, áo là bao nhiêu nhỉ? M801. Áo là M801 nhá. 100 bao nhiêu tiền cái? Áo là 219.000. Áo là 219.000 nhá các chị yêu nhá. Áo thì cực đẹp. Đây chất cực phê luôn. Được kiểm tra hàng thì nhá. Phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá chị nhá. Bên em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các chị kiểm tra thoải mái. Hàng nhà em chỉ có bán hàng loại 1, không bán hàng loại 2 các chị yêu nhé. Chị nào phát hiện hàng loại 2 cứ gọi điện trực tiếp để bên em nhé. Xin chào chị Nguyễn Tiên này. 1 đến 10. Xin chào chị Nguyễn Tiên này. Đấy. Nana inbox à quên, check inbox của chị đi. Có được xem hàng nhé các chị yêu nhé, xem hàng trước khi thanh toán. Cái áo mới đầu tiên của mình ở đâu rồi? Nhiều giao hàng họ không cho xem hàng ấy thì chị bảo họ điện trực tiếp lại cho shop nhé. Còn em còn cho thử luôn nhé chị. Ok, nào chị Trần Tư một cái M801 này các chị này. Cố gắng là em lên mã nào các chị nhìn kỹ cho em. Chắc chắn lấy hàng thì lên đơn cho em nhá. Ok chị Trần Tư đấy, chị Trần Tư ở trong page em bao nhiêu năm bây giờ mới gặp lại. Đấy, có nghĩa là bên bếp em đang bị chặn tương tác, hôm nay mới mở lại các chị ạ. Những chị nào đang theo dõi bên bếp chuyên hàng Quảng Châu, các chị cho em xin một dấu chấm tương tác và một nút chia sẻ các chị nhá. Đó, bị chặn tương tác buồn lắm, buồn mấy tháng nay các chị ạ. Có cái một mã hàng mới này, những chị nào mới vào các chị chưa nhìn cái mã này các chị. Đẹp luôn các chị ạ. Các chị nhìn cho cái mã này. Đấy. Nắm mát quá này. Người đẹp ơi. À chị Nguyên Vũ ơi, mã chị chốt được quần lấy này. Nguyên set, ok chị Loan Nguyễn lên cho em là Q69 với lại áo 801 nhá. Chị Loan Nguyễn nhá, không sợ mai nhầm ý, em không tìm được gửi nhầm mã. Nana ơi, nếu rất tiếc là quần này không có size L Nana. Chị nhận được áo chiều nay rồi đẹp lắm. Ok, cảm ơn chị Hàng Trần chị nhá. Hàng các chị Trần ơi, các chị nhớ ấn theo dõi fanpage của em nhé. Mỗi chị ấn một phím theo dõi nó hiện ngay ở trên cái dấu dòng comment của mình. Anh em nó phải ủng hộ em và chia sẻ livestream nha, giới thiệu bạn bè cho em nhá. Rồi ok, chị nào lấy nguyên set cái áo vừa rồi thì các chị lên là M801 là cái áo em vừa cởi ra. Rồi 801 kèm quần Q69 cho em nhá. Đẹp lắm, không đẹp không lấy tiền mà lại. Hello okay. Chị Diễm Ngọc. Xin chào tất cả các chị. Cái mã này là cái mã đầu tiên lên và những chị nào mà vừa mới vào, những chị nào mà vừa mới vào các em lên lại các chị nhá. Đó nhìn cái cho em này. Về cái phần ren này, quá xuất sắc các chị nhá. Nhìn phần này cho em này. Đúng rồi, nên lại hết xe đầu. Còn có chị rồi, chị nhắn tin cho em. Không dám gọi điện em ạ. Đây. Con này quá đẹp luôn các chị ạ. Đây, cổ cao nhá. Trời sắp lạnh rồi các chị nào. Tối nay gió mùa về. Tối nay gió mùa về. Hai bên tay này ren cực đẹp luôn này các chị yêu, nhìn này. Đấy. Ren này, đấy, ren đấy. Các chị thông cảm cho em là chồng em. Chồng em mà bây giờ là đang vào hỗ trợ. Thế nên là
có gì không phải các chị thông cảm cho em nhá, và nếu mà không nghe rõ thì các chị cứ hỏi lại em. Rồi ok chưa? Mỗi một mã lên thì em sẽ xin phép giới thiệu về size, số và về giá tiền và mã hàng, các chị cố gắng nghe rõ cho em nhá. Cái mã này hiện tại là size đủ size này, ML với L, cho những gì nào tầm khoảng cân là 45 cân cho đến 65 cân cho đến 66 cân vẫn vừa cho cái mã này các chị nhá. Màu đồng không có màu đồng chị tự nguyện nhá. Không có màu đồng đâu chị ơi, chỉ có màu đấy đấy, màu đấy đẹp chị. M371 cho em 185.000 một chiếc cái mã này. Hàng đẹp, hàng Quảng Châu chuẩn lại một cho em. Rồi không đẹp, không ưng, không lấy tiền. Đấy, hoàn về ngay lập tức nếu mà hàng xấu các chị nhá, hoàn về ngay lập tức. Không sao, hay em đổi cái khác được không? Được, được Nana nhá, chị có bảo em là đổi sang mã khác đi hoặc là lấy áo thì chị trừ tiền đi cho em. Không sao cả, ví dụ như là bên em có gửi hàng mà các chị không mang được, các chị báo bên em để em xử lý đơn hàng cho chị, đổi hàng cho chị nhá. Rồi ok này, mã này các chị lên cho là M371 cho em 185.000 một chiếc, không nghe nhầm. Đấy, có đủ size ML và XL chị nhá. Sao này? Áo đen canh mặc, áo đen canh mặc là 471 476 chị nhá. Chị Đình, chị Thơm lấy áo đấy thì lên cho em 476 199.000 chị nhá. Đấy. Đấy. Trông đẹp luôn các chị ạ. Đấy, chị nào lên mã này là M371, lên cho em là M371 kèm mã kèm số điện thoại nhá. Để em chuẩn bị qua siêu phẩm các chị nhá. Siêu phẩm các chị ạ. Con đầu tiên của em đâu rồi? Nhà em con nào cũng đẹp từ đầu đến cuối, mã nào cũng đẹp luôn các chị, nhớ anh theo dõi fanpage. Đấy. Anh biết xem cái con đầu tiên em mặc cái con mặc áo đá tròn tròn này này. Rồi ok, con này nhìn ngoài đẹp hơn rất là nhiều so với trên livestream các chị ạ. À không. Con khác. Đó. Cái con này hàng lên này, hàng lên này. Nên đúng mã hàng cho em nên Nana kiểu chọn kiểu khác cho chị. Không phải. Mất ra đây đưa. Đấy. Đấy, em chuẩn bị lên lại con siêu phẩm này nhá các chị, yêu nào vào sau thì để ý xem con này có đẹp. Ok chị Minh Nguyễn một cái M371 này. Cực đẹp luôn chị yêu ạ. Chị Nguyễn Quyền một cái 371 chị nhá. Chị Nguyễn Quyền cái này. Chẳng lấy hàng thì lên đường cho em quảng cáo nó. Hàng nhà em là 100% hàng loại 1 nhá, không có hàng loại 2 đâu các chị yêu, yên tâm. Bên em 100% hàng Quảng Châu em đặt trực tiếp ở bên Trung Quốc về. Thôi. Còn các chị nhận hàng đổi các mẫu. Chị kiểm chứng hàng cho okay, em. Ok, để em đổi mẫu, đổi. Kiểm chứng hàng cho em các chị ạ, nếu mà không đẹp các chị hoàn về cho bên em. Ok chưa? Thoải mái cho các chị. 476 cỡ L. Ok chị Nguyễn Đình Thơm này, em qua siêu phẩm nhá chị. Qua siêu phẩm đi. Hoàng lặng trong tim. Nhà em mã nào cũng là siêu phẩm, cực đẹp, cực chất. Chỉ một mình nhà em có thôi chị ạ, đặt trực tiếp từ bên Quảng Châu. Tất cả những cái sản phẩm áo đá em các chị phải mua hàng Quảng Châu các chị ạ, đừng mua hàng Việt Nam mà sẽ bị rất là dễ bị bong đá. Quần em bận 65 cân vừa không? Quần em bận 65 cân vừa đẹp cho em, size 31 chị Nguyễn Quyền nhá, size 31 vừa đẹp cho em. Ok này, chị nào chốt được mắc quần này các chị lên đúng quần Q69 cho em, đảm bảo các chị nhận được hàng. Các chị quần này là hàng siêu xịn luôn các chị yêu nhá, hàng loại 1. Hàng loại 1 cao cấp luôn. Không ưng không lấy tiền các chị nhá. Không còn chỗ nào được à. Anh nhìn đâu chả được phân cứng. Nhà mình cũng được phân cứng, để khách được phân cứng ở phương trước. Không thế. À 65 cân vừa cả áo quần cho nhá, tất cả cả quần vừa các chị yêu ạ. Các chị nhìn cái trong phần áo nha em này. Nó phải co giãn quần như này. Tuy nhiên là phền thả ra nó sẽ không về à, nó sẽ không bị bay ra hay xù vải gì hết. Tất cả những chị nào là fan của áo đá các chị vào đúng số của em là đúng rồi. Ấn theo dõi fanpage cho em. Bao nhiêu một áo à chị? Chị Sang Vương là cái áo này, áo đang mặc nhà em nhá. Rồi ok này. Cái mã này các chị chốt ngay cho em là mã M033 cho em. Xin phép chia cho các chị với giá là 195.000 một chiếc thôi. Đấy, quá đẹp, quá xuất sắc và hiện tại là có đủ size nhá. Em ơi, đơn chị đã đi chưa chị Ánh Trăng ơi? Lâu thế. Chị lên cho là kiểm tra đơn kèm xuống thoại cho em nhá chị Ánh Trăng nhá. Thần đâu lâu thế nhỉ? Tại vì là hôm trước là dính vào thứ bảy chủ nhật đấy các chị ạ. Chị Ánh Trăng lên cho em là cú pháp là kiểm tra đơn kèm số điện thoại cho em. Rồi cái này các chị lấy mã này các chị lên đúng cho em là mã hàng là M033 cho em. 195.000 một chiếc các chị nhìn phần tay cho em nhé. Con này thì quá đẹp, quá long lanh luôn các chị yêu này này. M033 nhé. Các chị nào lên mã kèm số điện thoại. Cực đẹp luôn, đằng trước này là đã đổi màu nhá, long lanh lấp lánh các chị yêu thấy chưa? Đây này em cầm như này nó còn lấp lánh này. Rồi các chị cào thoải mái cho em. Con này cổ tròn nhưng mà không hở đâu các chị yêu nhá. Đây, cổ cực đẹp luôn rồi. Đây này, cổ này cổ tròn nhưng mà không hở tí nào luôn. Cực đẹp. Nói chung là như chị nào mà không thích kiểu kín đáo, cái mặc cái kiểu này cho em, nó không thể bị lộ một chút nào. Mà tay lỡ thì mùa này mặc cực đẹp luôn rồi, không vướng.
mình làm việc hay là mình làm gì nó cũng thoải mái. Đấy, chị nào lên cái mã này là M033 195.000 kèm số điện thoại cho chị yêu nhé. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được cho đơn cho chị một cái áo màu đen. Chị ơi, màu đen nó mỗi có nghĩa là em vừa lên rất là nhiều áo màu đen thế này. Em là lên chị mấy áo màu đen cơ chị ạ? Bây giờ chị phải nhớ mã cho em nhé. Nó mỗi cái áo nó có một cái mã là được người ta bắn từ nhà sản xuất ra rồi cơ chị ạ. Chị Bánh Thơ này, mã này chị Bánh Thơ ơi. Trời ơi, đẹp quá. Cái đá này gọi là đá nó vàng vàng, nó lại kiểu cam cam nữa các chị ạ. Đá này gọi là đá đổi màu. Con đẹp 033 quá. Này quá đẹp luôn, con tay lỡ, chị nào thích tay lỡ này. Ok, chị Ánh Trăng rồi này, chị Trung Nguyệt Giang lấy cho em cái mã này là M033 nhé chị nhé. Kèm số điện thoại cho em. Cái mã em mặc là M033, còn cái áo tay em cầm này. Đấy, nó là mã 371 cho em nhé. M90 còn không em, M90 là mã gì em không nhớ. Ok, chị Nguyễn Quyền cái M033 này, đấy, rất nhiều các chị lên nhé. Cái mã này các chị lên như là M371 cho em nhé. Có đây, em thấy mã nào? Em thấy mã nào cũng rất là đẹp các chị ạ, mỗi mã nó đẹp một kiểu. Còn áo che vai không chị khoảng lại công ty áo che vai, nếu mà kiểu còn tay tay dài thì còn che vai chị nhá, tím chân lên. Rồi cái này, mã này là mã 371 của áo, nó mặc là mã M033 chị nhá. M033 đẹp đấy. Rồi, ok, qua siêu phẩm, qua tiếp con khác. Siêu phẩm em ấy, các chị nào lấy mã này ghi là M033 nhá, mã kèm số điện thoại. Đấy, hàng nhà em là gửi mấy hôm qua nhiều đơn quá không like được, hôm nay là bắt đầu em like, đang tuyển nhân viên rồi các chị yêu nhé. Đấy, đấy, đấy. Đây này, em mượn cái này về cắt luôn này. Các em cầm này về này. Không phải cầm cuộn đây này. Ok. Tiếp tục một mã hàng tiếp theo này con này. Xuất sắc. Toàn hàng đẹp thôi các chị yêu. Đấy, chị nào lấy không em đẹp, này. Không ưng, không lấy tiền. Không đẹp, không ưng, không lấy tiền. Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi bán cho em. Cái này cũng thấy rất là ok. Ok, chị danh chị một cái M033 này. Chị Hồ Xuyến một cái M033 này. Dồn đơn được, dồn được nhé chị Nguyễn Quyền nhé. Nếu mà hàng chưa đi là bọn em dồn đơn được hết. Đấy, quần vẫn còn nhé chị Nguyễn Thư nhé. Chị lên là Q69 229.000, mã kèm số điện thoại nhé. Ok, để chị nữa xem. Còn xem mã chế vai nào em lên nữa các chị nhé. Còn chế vai. Chế vai vẫn còn đẹp chị ạ. Hàng em 100% hàng Quảng Châu các chị yêu nhé. Có thể mang đi so sánh với các shop khác. Còn về giá cả các thứ thì nó có thể thấp hơn hoặc là cao hơn 50.000 nữa, mà tùy cái dịch vụ của mình sử dụng nữa các chị ạ. Ví dụ nói như là bên em sử dụng dịch vụ nó ship hàng nó chỉ 2-3 ngày rồi đến tay các chị. Nhưng mà các shop khác cũng sử dụng dịch vụ đó nó một tuần cơ. Với lại khi mà các chị đổi hàng các chị phải mang ra bưu điện mới đổi được. Nhưng mà bên em mà hàng nó bị lỗi gì thì các chị chỉ cần gửi lại trực tiếp để bọn em xử lý luôn. Mà quay lại không mất tiền đấy. Nên là giá cả các thứ là bọn khi mà đưa ra một cái giá nào đấy là bọn em phải tính toán hết rồi các chị yên tâm. Không bao giờ phải lo nhé, em bán một lần còn phải bán nhiều lần nữa. Cho xem lại áo cổ cao, ok chị Hoa Nguyễn áo cổ cao này. Áo này đẹp. Nói chung là các chị làm mới, các chị nhận một đơn cho em trước, các chị kiểm tra hàng trước thanh toán cho em chứ không phải là nhận hàng rồi thanh toán tiền rồi mới bóc hàng kiểm tra. Đó thì lúc đấy là hàng các chị thanh toán tiền rồi, nhiều khi là bên shop khác các chị các bên không cho xem hàng và không hoàn lại tiền, ví dụ như là hàng bị lỗi hay sao. Đó, thế nên là rất là khó, các chị phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đó, bên em hỗ trợ đổi trả hàng. Ok, những cái phần áo cổ tay này các chị là áo tay tem cổ cao 3 phân các chị nhá. Chất liệu này nó rất là mềm, nhận hàng kiểm tra hàng. Và hàng Quảng Châu chất nó phải mềm chứ không phải hàng cứng nơ và nó có đủ size các chị mặc được nhá. Xem lại áo đấy, đọc mã luôn đi. Mã này là mã 371 cho em. Đấy á, cái áo cao cổ là 371 nhá. Ok, chị 033 này 371 61 cân này. 66 cân. 66 cân, ok chị nhá. Đẹp đẹp chị ạ. Áo đi ơi, canh mặc bao nhiêu? 189 đi chị nhá. Áo A1 cho em, lên cho em là A1 cho áo em. Đi ơi, là áo len đẹp nhá chị nhá. Áo khoác len đẹp. 371 ạ. Áo là chỉ lên cho em A1 thôi. A1. Ok, bao nhiêu một áo hả em? Chị Châu lên ơi. Giới thiệu luôn. Ok này, cái mã này xin phép giới thiệu cho chị. Và hiện tại là có size M và size L và size XL, 3 size. Như chị nào tầm cân nặng là 47 cân cho đến 67, 68 cân đổ xuống các chị mặc được cho em cái phần đá này. Ôi rồi, mặc cái này lên sáng hết cả người các chị nhá. 65 cân vừa nhá chị Thanh Thư nhá. Tất cả đều là đá các chị này. Tầm khoảng 67, 68 cân mà vừa cho em cái mã này. Nó co giãn cực kỳ tốt, tuy nhiên thả về là vẫn về form cũ này. Xin phép cho em các chị với giá là 199.000 một chiếc mã này. M369 cho em. Đấy, các chị lên đúng cho em là M369 cho em nhá. Ngày mai không nhớ mã hàng thì phải nhớ kiểu cho em. Đây kiểu này là kiểu chữ Y này. M369 199.000. Đó, kiểu cổ đá chữ Y các chị nhá. Và tay nó có chữ S các chị nhá. Đá này là đá đổi màu 1m52 48 cân mặc vừa cho em nhá.
À 48 cân 152 mặc vừa cho em size 2. Thực ra em chỉ còn size 29 thôi. Tuy nhiên là cái này chị dưới 1m6 chị có thể mặc được trong cái mã này. Rồi ok này. M033 bao nhiêu cân mặc được em? Có đủ cân. Chị Trần Yến ơi, cái này M033 là hàng mới về, thế nên là sẽ có M, L, XL. Chị nào tầm 47 cân cho đến 65, 66 cân mặc được cho em nhá. Quần các chị lên cho là quần Q69 cho em. Còn cái áo này các chị lên cho là M369 cho em. Đấy, áo là 199.000, còn quần là 229.000. Không đẹp, không lấy tiền, các chị nhìn dần cho em này. Đấy, tất cả này là đính đá hết các chị nhá. Đá trắng, đá vàng và đá đổi màu. Đấy, cái đá đổi màu chắc chắn nó sẽ đắt hơn. Tuy nhiên là em sẽ gọi là để giá chiên cho các chị. Rồi, chị Nguyễn Thư ơi, quần là chị 65 cân, chị mặc được cho em size 31, chị Nguyễn Thư nhá. Đó, chị nào lấy quần, các chị lên đúng mã hàng cho là quần Q69 cho em. Em sẽ qua nhanh tất cả các mẫu, thế nên là những chị nào lấy mã nào, các chị cố gắng nhớ mã hàng cho em. Và nếu mà ngày mai các chị inbox cho em mà không kịp nhớ mã thì các chị phải nhớ hình cho em nhé chị nhá. Đây là kiểu cổ chữ Y này, đá chữ Y và tay chữ S các chị nhá, đá đổi màu. Thôi, có đủ size cho các chị. 47 cân trở lên đến 67, 68 cân đổi xuống các chị mặc được cho em. Mã 369 cho em. Ok, chị Ngọc Trinh một cái 033 này, M369 cho chị. Đinh Thị Thơm ok, chị nhá, lên đúng mã hàng và số điện thoại cho em. Chắc chắn là phải lên số điện thoại chuẩn các chị nhá. Đừng lên số điện thoại mà ngày mai. À các chị cố gắng cho em này. Mình đặt hàng thì mình phải cho số điện thoại của mình các chị nhá. Đừng lấy số điện thoại của người khác cho vào đây xong là cuối cùng là gọi điện bảo là chị em ơi là bạn hàng xóm à chị, bạn chị đặt chứ không phải là chị đặt rồi là hàng xóm là chị chạy sang, chị đặt xong chị chạy về rồi. Hoặc là rất là nhiều lý do. Đấy, ví dụ như các chị nào mà không lấy hàng các chị bảo em ơi hủy đơn cho chị cho nó nhanh. Tránh ok các chị nhá, chị nào lên em mã này là M369, con này cực đẹp luôn, đá cực nhiều luôn các chị nhiều nhá. Sáng chưa các chị? Con này mặc nhìn phong cách kiểu như là giống người vùng cao ấy, nhưng mà nhìn nó cực sang các chị nhá, nhìn cổ phong cách cực giống người vùng cao luôn. Đấy. Chị nhìn đây nhìn xa nhìn cực phong cách luôn. Đấy. Xà bạc 479 với tay lực 479 nói gì nhỉ? 479 với tay lực các chị có thể chọn hoặc là xả luôn trong line này được cho em nhá. Không vấn đề gì, mai em chốt đơn thì các chị lấy cái mã nào các chị nhớ. Cái cổ này rất là đẹp đấy, các chị nhá. Rất đẹp luôn đấy. Nhìn có giống áo ở trên Sapa không các chị? Đấy, áo này mà lên Sapa là phải bán 500.000 một cái. Ok M, chị Hồng Đào 369 này. 68 cân mà size XL cho em nha, đẹp lắm. Cái này em có đủ size to nhá chị nhá. Bây giờ lấy đặt là đặt toàn size to, không đặt size bé đâu. Cái này đặt trước là em chỉ về có size M, size XL, size L thôi. Tuy nhiên bây giờ em đặt cả size XL nhưng chị nào tầm 68 cân đổ xuống chị mặc được cho em. Em mặc cái size M này. Đó, nó vẫn co giãn rất là tốt. Tí em sẽ mặc lại M545 chị Ngọc Trinh nhá. Đây có giãn tốt chưa? Và các chị này, những chị nào béo hay gầy đều mặc được hết. Kể cả một người đã chui vào vẫn được. Ok chị Vũ Duy Khánh nhận được chị Duy Khánh nhận được quà tặng rồi chị. Bên em là tặng rất nhiều nha chị nhá. Like nào cũng tặng. Tặng cho vài chị cơ. Rồi, Linh này, chồng em. Chồng em lên lên núi luôn đúng không? Rồi. Ok Q69 với chị con. Nguyễn Thư 65 cân là mặc vừa đẹp đấy, 1m65 nữa mặc cái quần này không chê vào đâu được rồi chị ạ. Các chị thả ra cho em cũng được nhá chị nhá. Và đứng xa xa hẳn ra đấy. Nhìn cả đấy. Dáng cho em này. Các chị thả dáng cho em cả cái bộ này cho em này. Không đẹp, không ưng, không lấy tiền. Nói chung là những chị nào mà nhận được cái sản phẩm này mà ưng mà chê ấy, thì em không biết là phục vụ cho các chị kiểu gì nữa. Tại vì em đã lấy sản phẩm mà loại 1 nhất rồi. Còn mà các chị chê là em gọi là em không dám bán hàng cho chị đấy nữa. Tại vì là cái nhu cầu hoặc là cái gọi là cái rất là cao. Hôm nay có chị, các chị nhận, có một chị nhận hàng nhà em xong chị bom luật về. Chị bảo em ơi, ra cái quần này chị nhìn như cái quần chợ vậy, nhìn đều vậy. Chị xem. Thế không đâu, chị tắt tọc máy luôn, chị chả nghe nữa. Chị bom luôn của em về. Mà bán cái quần làm gì được lãi 50 rồi chị. Mà chị bom luôn về, em mất 30.000 tiền ship đến xong đầu là chị xem xong chị bảo nhìn như cái quần chợ về em, thế là xong. Chú bắt dưới hóng đi. Chị lên cho là M369 cho nhé, quần là quần Q69 cho em. Là được cho đơn, không đẹp, không ưng, không lấy tiền. Các chị nhìn áo cho em này. Đấy, bộ đồ à, bộ đồ thì tím sẽ lên cho chị An Lê nhá, tím sẽ lên bộ đồ. Rồi cái này, chưa bắt giới, hóng đê, rồi chị Di Khánh này. Xin chào tất cả các chị nhá, đó, những chị nào mà là khách hàng mới nha em. Các chị chưa mua hàng bên em, các chị chưa biết về chất liệu vải hoặc là chất, hoặc là đá. Thì các chị mua hàng một sản phẩm, các chị kiểm chứng trước. Nếu mà đẹp thì các chị ủng hộ em tiếp, còn không thì các chị có thể hoàn về cho em. Thì rất là ok, rất là thoải mái đúng không ạ? Bên em bán hàng rất là tận tâm. Qua mạng mới nhá các chị yêu nhá, rồi em qua mạng mới. Còn siêu phẩm nào qua nốt thì chị. Qua nốt các chị mình nhá. Rất là nhiều mã hàng đẹp, thế nên là các chị cứ bình tĩnh theo dõi livestream của em. Xin chào chị Thu Hiền, Phạm Thị này, chị Mạnh Thoa ok này, của nó lê chị mặc vừa size 29 em ạ. Ok chị Mạnh Thoa nhá, lâu lắm rồi không thấy chị Mạnh Thoa rồi. Chị vừa rời hàng đi. Đấy.
Chị nào lên nhé, mã này là M369 nhá, mã kèm số điện thoại chị ạ. Cực đẹp luôn. Con này đẹp quá. Con này đá rất là dày đó chị ạ. Rồi. Các chị muốn chị chia sẻ cho em xin một lượt chia sẻ cho chị nhá. Một con sản phẩm áo đó bao nhiêu này? Một áo bao nhiêu vậy em? Các chị ơi, lấy áo nào nó có mã nhá. Mỗi áo là nó có một cái mã. Mã là M369, 199.000 nhá chị La Phố nhá. Chị Ngọc Thái ạ, M369, 199.000. Đấy, cực đẹp luôn các chị yêu ạ. Đây chị này. Các chị nhìn gần cho em, anh đưa cho chị xem nhìn gần cái áo này. Đây. Áo này là áo đá cao cấp nhá các chị nhá, hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 đấy. Chị nào lấy cho em mã là M369. Đấy, cực đẹp luôn các chị yêu nhá. Còn là một con siêu phẩm đón gió mùa các chị ạ. Đây, con này tối nay gió mùa về, ngày mai các chị mặc cho em. Nhưng mà như chị nào mà hôm trước là các chị đặt hàng thì ngày mai các chị nhận hàng, các chị có thể giặt các chị phơi các chị mặc luôn. Chị Nguyễn Thư này đứng cao, chị xem quần tây là chị ok chị nhá. Để em kiếm cái ghế. Cái ghế trong nhà vệ sinh nhá. Đây, một con siêu phẩm đón gió mùa các chị này. Tối nay là từ dự báo thời tiết là tối nay về gió mùa các chị nhá. Áo sơ mi. Đấy chị ơi, em đứng lên cho các chị xem cái quần nhá. Chị nào lấy quần là ghi là Q69. Quần Q69 các chị yêu nhá. Đó, em sẽ bên cái áo này cho các chị nhìn dáng cho chị chuẩn này. À, xin một kiếm hơn trước còn không chị ơi. Áo sơ mi em. Đính cườm áo sơ mi đính cườm á. Đính cườm. Đính đá đúng không? Không biết là loại nào đấy. Có một áo sơ mi đính đá. Đó, nhìn cái quần cho em này các chị này. Quần này kiểu quần ống loe các chị nhá. Và phần tất cả nó có hai cái túi hai bên và đằng sau nó còn là túi giả thôi. Nhưng cái quần này thì nhìn nó còn ăn gian, chiều cao rất là tốt, kiểu vần quần quần ống loe mà các chị, kiểu quần ống loe. Như chị nào mà béo hay gầy đều mặc hết tại vì nó là chất co giãn và thứ hai nó có size. Hiện tại nó có size các chị nhá. Và như chị nào mà chốt trước thì nó còn size còn không. Như chị nào mà chốt sau thì nó hết size thì thông cảm cho em. Quay sau cho chị Nguyễn Thư xem. Quần này cực đẹp luôn chị ạ. Đấy, phải cao mặc cực đẹp. Không chê vào đâu được. Em bán bao nhiêu cái rồi? Ở dưới sẽ có một cái đường ren các chị ạ. Ở dưới có một đường ren. Đó, chị nào lấy quần này các chị lên là quần Q69 cho em. Không đẹp, không lấy tiền. Hiện tại em đang mặc size 29. Thế nên nó hơi rộng bụng một tí thôi. Nhưng mà cái phần chân nó vừa. Ờ ok, vợ ơi, xuống trước đó. Cái áo. Đó. Chị ạ, chị cái này không sợ không mặc chật, nó không mặc cộc đâu chị ạ. Tại vì là em thấy là nó quan trọng là cái phần nó co giá này. Em mặc thì là em 1m61 thì em mặc đến mắt cá chân. Tuy nhiên là kể cả size to hơn nó chỉ độ dài nó chỉ thế này thôi các chị ạ. Cao hơn thì nó sẽ đẩy xuống, nó đẩy xuống. Chị Ngọc nó Thái ấy, áo canh mặc là tay lỡ chị nhá. Chị Ngọc Thái tiến sẽ lên lại nhá. Tuy nhiên là không biết là còn hàng hay không thôi. Rồi các anh ơi, cái này là mã hàng mới này các chị này, lên đúng mã hàng kèm số nào cho em là được chốt đơn các chị nhá. Mã này các chị lên cho là các chị lên cho là M69 cho em nhé, các chị nhớ cho em là đá cổ cao cho em này. Đá cổ cao cho em nhé, cái này M69. M69 cho em đá cổ cao và đá vàng. Đấy, rồi ok chưa, cái M69 này xin phép chia các chị với giá là 199.000 một chiếc. Chị nào lấy hàng thì hãy lên đơn cho em nhé. Chị ơi, 80.000 một đỏ đó. Màu đỏ đô. Chị ơi, còn chị Vinh ơi, áo màu đỏ đô thì còn. Tuy nhiên em chỉ còn size S, M, L, còn XL hết. Còn màu ghi thì em còn đủ size nhé. Cái áo sơ mi công trắng. Rồi. Sơ mi công trắng hết hàng. Chỉ có sơ mi vàng. Ok, chị nào lấy cái mã này là M69 nhá chị yêu nhá, cực đẹp này, tay ren này chị đây. Đấy. Tay này ren nhá, ren cực điệu luôn. Đấy, ren nó kiểu như là cái bông hoa. Đấy, ren nhá. Chị nào lấy mã này là M69, mã kèm số điện thoại. Có theo ren và đính đá chị này. Và phần trước ngực của nó này, đá là đá vàng các chị nhá. Gió cái M69 dồn đơn cho em. Nhớ cho em này, ngày mai các chị báo cho em là em ơi, M69 là cái áo cổ đá cao này, cổ cao 3 phân và đá vàng, tay dài chị nhá. Ok, quần cho chị khoảng lặng trong tim này, chị Ngọc Trinh dồn đơn này. Chị Huỳnh Băng ơi, lên cho em là quần Q69 nhá các chị nhá. Quần Q69, quần này chị thì cực đẹp luôn. Chị Huỳnh Băng chưa có đơn thì chị lại cho em lấy một quần thì lên cho là Q69 cho em. Q là quần này các chị ạ. Quần Q là trong chữ quần ý, Q69 kèm số điện thoại nhá chị yêu nhá. Đấy. Nhiều khi là mã bị nhầm cho em, áo cũng là 69, quần là 69. Thế nên là các chị phải nhớ cho em là quần là quần Q69. Ngày mai các bảo em ơi, chị áo lấy là quần bao Q69 cho em. Áo là mã là M69, 199.000. Quần là quần Q69, 229.000. Đấy. Ngày mai tránh trường hợp nhầm mẫu, các chị cứ lên đúng mã hàng cho em. Cứ nghe do em nói mã hàng bao nhiêu các chị lên đúng mã. Nếu mà cẩn thận hơn các chị bảo em ơi, lấy chị một cái quần, một cái áo nhá.
Quần là 229.000 nhé chị Huỳnh Băng nhé. Quần này quần quần Quảng Châu cao cấp loại 1 đấy. Cam kết với các chị là cực đẹp luôn. Không có mua thừa một sợi chỉ luôn. Đường kim may thẳng cưng. Nên các chị yên tâm. Đấy, em đổi qua mã khác nhé. Chị nào thích lên mã nào hay là thích mã gì thì bảo em nhé. Em qua cái mã này cực đẹp, mã này mã màu đỏ đấy, chị nào không thích màu đen thì mình mua thêm một vài cái màu đỏ cũng được. Màu đỏ này không còn sai. Đẹp. Đấy. Rồi, cái này yên tâm là không đẹp không lấy tiền, tất cả những cái mã hàng nhà em lên đều là siêu phẩm hết và chỉ ok, chị phí hoài bùi một cái áo M69 này, đấy. Áo M69 này đẹp mà các chị cổ cao mà trời sắp lạnh rồi mình mặc cái này cũng được. Còn các chị ở trong miền Nam thì chắc là nó không lạnh mấy. Không, cái này chị thích quần em đang mặc ngày mà mai chị sợ mua. Các chị mặc cọc được chị ăn ăn chị nhé. Chị cao 1m bao nhiêu hả chị mặc cọc ạ? 1m7 mặc vừa. Nhìn áo 1m6. Thực ra là em mặc kể cả size 31 thì nó vẫn chiều dài nó vẫn thế thôi. Thế đấy các là chị nhé, áo cực đẹp luôn, kể cả đường ren ở trước ấy này chị không có một cái ấy đi luôn. Ok chị Kim Chi một cái Q69 này, đấy cực đẹp. Sợ quần Q69 hết hàng. Quần Q69 sợ em hết đấy các chị ạ. Ngày mai chị nào chẳng nghe hàng nghe máy thì em để đơn nhá, còn không chị nào không nghe máy thì em hủy đơn. Đấy, mới chị cho em xin một lượt chia sẻ vào 500 hội nhóm trên toàn quốc các chị yêu nhé. Các chị nhớ theo dõi fanpage của em nhé, em có ba cái fanpage là shop Nhài Đoàn, fanpage chính của em là shop Nhài Đoàn nhé các chị yêu. Một cái là một cái tích xanh với lại một cái là Nhài Đoàn chuyên hàng Quảng Châu. Nhưng mà cái chuyên hàng Quảng Châu của em thì nó bị khóa, thỉnh thoảng em mới vào, nó mở thì em vào thôi. Còn em like chủ yếu trên hai page nhé các chị yêu, shop Nhài Đoàn. Chị nào đặt hàng thì nhớ tên shop để mình còn liên hệ với shop, không có lại nếu quên mà mất. Nếu mà nhận hàng đẹp mà muốn mua hàng thì các chị không nhớ em là tên là gì thì các chị ấn theo dõi, các chị chia sẻ cái livestream này trên trang cá nhân của chị. Nếu mà nhận được hàng đẹp muốn mua thêm thì các chị còn biết đường các chị tìm lại đúng không ạ? Hoặc là các chị ấn theo dõi fanpage shop Nhài Đoàn cho em nhá. Shop Nhài Đoàn. Đấy. Chia sẻ luôn một cái livestream lại ngày mai các chị. Nếu mà các chị nhận hàng các chị ưng mà các chị muốn mua thêm, giới thiệu bạn bè mua thêm thì các chị vào cái trang cá nhân của chị tìm lại cái livestream này và các chị ấn vào xem fanpage shop Nhài Đoàn là các chị tìm thấy em luôn. Áo cánh mặc tay lỡ nhá chị Ngọc Thái nhá. 199.000 chị lên cho em là 471. 476. Chị Ngọc Thái nhá, áo cánh mặc là 199.000 M476. Chị lấy lên cho em là M476 kèm số điện thoại. Ok chị Huỳnh Băng có số điện thoại này. Đấy. Chị Kim Chi một cái Q69 ok các chị này. Đấy, rất nhiều. Q69. Nhiều quá chị ạ, Q69 đẹp mà. Em mang các về bao nhiêu cái này mà mã 801 này. Cái này là màu đỏ đô. Thế nên là chị nào lấy mã này các chị lên là 801 màu đỏ kèm số nào cho em nhá. Và cái mã này em xin phép là chỉ còn nó còn khoảng số lượng rất là ít thôi, dưới 10 chiếc và nó không có size XL. Như chị nào từ size mặc được size S này, ML, SML, như chị nào tầm khoảng 60 cân đổ xuống các chị mặc được trong cái mã này nhá. 801 cho em kèm màu kèm số nào cho em. Đây đằng sau này các chị này. Con này quá đẹp luôn các chị ạ, đứng sát vào đây này. Đấy. Nhưng con áo này 801 này cực đẹp, màu này cực đẹp nhá các chị nhá. Nhìn đây là nó có kim tuyến. Nó kiểu đỏ đỏ xong rồi nhìn nó kiểu này, nó kiểu áo nhũ chị. Em nhìn gần cho chị xem nhá. Đấy. Chị yêu, thấy chưa? Mặc ở ngoài đẹp hơn rất là nhiều. Này chị nào mà muốn mặc hở hang một chút thì mình kéo khóa nó xịch xuống một tí. Đấy. Sexy. Hoặc là đấy, chị nào mà ngực trắng thì chị kéo xuống thôi cũng được nhá. Quá đẹp. Quá đẹp. Và cái hàng này kiểu hàng chuẩn, nó phải cho là khóa nó phải trơn tru như này. Không phải là zip đâu mà dùng mấy lần mà bung cả khóa đâu các chị nhá. Hàng đẹp. Không đẹp là mã bao nhiêu nhỉ vợ? Và cái áo này các chị lên cho em là M801 màu đỏ cho em 219.000 một chiếc. Tất nhiên là giá tiền đi liền với chất lượng. Rồi cái này nó đắt hơn, hàng cao cấp nó đắt hơn một chút, thế nên là em sẽ lấy nhỉnh hơn một chút các chị nhá, 219.000 thôi. Tuy nhiên là so với thị trường là nhà em là giá rẻ thôi. Kết hợp với quần Q69 nha em cũng rất là đẹp đúng không? Chị nào lấy quần rồi, lấy áo này luôn cho em. Đấy, quá đẹp, quá xuất sắc và kết hợp phần ren đính đá nha. Kết hợp cả ren đính đá luôn. Rồi, Chanel, thương hiệu Chanel. M801 màu đỏ đô kèm số điện thoại cho em 219.000 một chiếc. Size S, size M và size L như chị nào tầm cân nặng 60 cân. Tổ xuống các chị có size vừa người cho em nhé, tầm 65 cân thì lấy màu ghi cho em. Có hai màu. Có xuất sắc. Rồi, màu ghi em vừa rồi lên rồi. Ok. Đấy, chị nào lên nhé, mã này là M801 nhé. M801 219k. Quá đẹp luôn các chị ạ. Con áo này nó làm công phu nhiều đá. Ok chị Vi Nga một cái M801 này. Đấy, bên này còn các chị nào vẫn còn 878 chị trang xem men ấy. Các chị mới chị lâu lâu thỉnh thoảng chấm nhé, một chấm để xem nó có bị ẩn comment không, bởi vì Facebook bây giờ nó
nó thay đổi tương tác thế nên con này thì quá đẹp luôn các chị. Đây nhìn này, từ cái đường đá đi, sắc nét cực kỳ sắc nét luôn, không kiểu cắt kiểu lườm sườm đâu các chị yên tâm. Hàng đẹp nó phải khác các chị nhé, nhận hàng ưng lắm, không đẹp không lấy tiền. Một kèo cao cũng được mà cũng nghèo thấp cũng được các chị nhá. Hàng em live stream như nào và em sẽ gửi đúng như thế, không phải là live stream một kiểu và gửi hàng một kiểu các chị nhá. Ok, chị nào lên nhé, mã này là M801 nhé, qua mã mới đi. Chị nào đẹp chưa? Nhìn mã nào em qua mã khác. Em qua siêu phẩm khác đây các chị để không? Để cho các chị xem kỹ đã. Nếu chị nào chắc chắn đấy thì hãy lên đơn cho em. Rồi đằng sau đẹp chưa? Đằng sau kết nhất cái phần đằng sau của nó. Quá đẹp các chị ạ. Rồi, em chuyển cho các chị một cái mã hàng khác ở đây. Cái này còn ít này. Cái này còn đủ sai. Chị nào mới vào thì nữa em quay lại nhé các chị nhá. Em quay lại là quay lại, em mặc lại từ đầu cho các chị xem. Đấy. Nếu mà em mặc hết những cái siêu phẩm hôm nay đi. Còn kêu đường đây ok chị Kim Chi rồi này. Hello tất cả các chị, muốn chị thả tim cho em một cái nào xem, em còn xem chị nào đang xem ạ. Im lặng đấy ạ. 230 mấy chị đang xem mà không thấy chị nào. Đây sẽ chuyển sang một mã hàng tiếp theo các chị nhá. Muốn chị cho em xin một chấm tương tác các chị yêu ơi. Xin các chị đấy. Em xin các chị đấy. Em nói mà không thấy các chị nào ấn cái gì cả. Buồn quá. Đấy, các chị thả tim, thả like, chấm cho em một chấm nhìn nó vui vẻ màn hình. Chồng em hơi hài hước thế nên là nhiều chị nó không thích nghiêm túc thì các chị thông cảm theo nhá. Đấy. Bao nhiêu tim đấy. Mỗi chị chấm cho em một chấm nữa là nó đẩy comment lên. Là nó tương tác, mình hay tương tác với shop thì mai bắt đầu bọn em like nó hay hiện lên các chị ạ. Ok chị Tự Nguyễn này, đổi cho chị màu 801 màu đẹp. Ok chị Trần Tư nhá, em đổi thoải mái các chị ạ. Nhưng mà màu đỏ nó chỉ còn size đến size L thôi chị nhá. Đến size L. Đấy. Đấy. Có mỗi chị Tự Nguyễn chia sẻ với thả tim thôi, chả thấy các chị nào. Ok chị Mạnh Thoa vẫn đang theo dõi này, chị Phí Hoài Bùi này đấy, toàn khách quen. Dần dần các chị mình tương tác nhiều là dần sắp thành fan cứng hết rồi các chị ạ. Em đang chọn quà cho fan cứng. Đây các chị nhìn cái trong cái áo này này, đấy giới thiệu cho các chị. Chào chị Hồng Đào đấy. Cái áo này này, cái áo này nhìn cái phần eo của mình nó sẽ là màu đen nhá, cảm giác cái eo của mình rất là nhỏ các chị này. Cái này là thương hiệu, cái này về cái kiểu dáng em về rất là nhiều mã rồi và mỗi lần em sẽ nâng cấp lên một chút về chất liệu. Đó, cái này là về chất liệu hàng cao cấp hẳn và nó hàng dày dặn hơn một chút các chị nhá. Đó, rồi cái này, cái phần tay quá đẹp và đằng sau cũng phải đẹp nữa các chị nhá, đằng sau cũng phải đẹp nữa. Nhìn đằng sau cho em đi. Ơi, đằng sau kiểu như thế hình cái nơi này. Quá đẹp đúng không chị? Nhìn kỹ cho em nhá. Rồi, xin chào chị Hồng Nguyễn này, xin chào chị Hồng Đào, xin chào chị Mạnh Thoa, xin chào chị Phí Hoài Bùi nhá chị nhá. Lên đúng mã hàng cho em là M565 cho em. Và cái mã này 199 một chiếc. Đấy, mai nhớ tặng quà cho chị nhé, chị Tự Nguyễn ơi. Tặng quà chị có được phần quà bom không? Chị nào được phần quà bom em đọc tên thì mới được chị nhá. Chị nào được quà bom các chị chụp ảnh màn hình trong inbox và fanpage là shop Nhài Đoàn nhá các chị nhá. Bởi vì là cái page đấy là em hay cho nhân viên nó trực page, chứ còn những cái page kia thì thỉnh thoảng bọn em mới vào kiểm tra thôi. Nên là không nhiều lúc em không biết mấy. Hello chị Vi Lê fan cứng kìa. Chị Vi Lê này, chị Vi Lê. Bao nhiêu lâu mà vẫn có fan cứng kìa. Đấy, các chị nhìn cái trang là cái phần này, áo này là áo hai lớp, các chị nhé, thương hiệu LV. Và cái phần kiểu cổ này, cái kiểu cổ khóa này các chị thay đổi tùy chỉnh cho em nhé các chị nhé. Cái sexy các chị kéo xuống cho em, hoặc không các chị để dây cho em. Ở phần tay ren kết hợp với tính đá, các chị lên đúng mã hàng cho em M565. Hello chị Hàng Bùi, lâu quá không gặp, mấy hôm nay đi đâu mất rồi. Rồi, những chị nào mà được em ghim lại, mà được tặng quà đầu live stream, chụp màn hình và tí sau cuộc live stream này các chị inbox cho em. Rồi, và em ơi chị được phần quà này chị đã chia sẻ một lần công khai cá nhân và ba lần hội nhóm rồi và em xin phép gửi tặng các chị với giá là bao nhiêu? Hôm nay tặng quà 59.000 đúng không ạ? Đấy, rất là dễ, nhận quà bên em rất là dễ các chị ạ, chỉ cần chia sẻ live stream. Ok chưa? Những chị nào mà chưa ấn theo dõi fanpage thì ấn theo dõi fanpage shop Nhài Đoàn cho em các chị nhá. Một cái mã này này. Chị Nguyễn Thủy ơi, 38 cân mà vừa cho em size S các chị nhá. À cái này có size S không nhỉ? Tạm biệt. Chưa, cái này có size M, L với XL. Em ơi, quần Q1 về. Q1 này. Không nhớ Q1 là cái gì. Q1 về rồi nhá, chị Hằng Bùi nhá. Đây đúng không? Đây. Quần vừa bắt đầu à? Hả? Kiếm tiền đủ chưa chị Hằng Bùi?
Nhà em thì toàn hàng đẹp thôi các chị ạ. Các chị nhớ ấn theo dõi fanpage từ giờ đến Tết là ngày nào em có hàng mới về. Mà càng hàng Tết mua này có phải cái quần Q1, em không nhớ quần Q1 là quần như nào, nhưng mà hình như là quần này này. Đây có phải cái phần này không? Cái phần xẻ như này đúng không chị? Và có phần tắt lưng đấy. Đấy đúng không? Cái quần này. Còn mấy cái? Cái quần này thì bây giờ nó thành cái quần Q62 rồi. À quần. Nó là mã Q62 là chị hàng mùi nhá. Nếu mà lấy thì lên. Xin chào chị Vũ Hà nhá. Nó bao gồm một cái thắt lưng này. Mà ở dưới nó sẽ phần xẻ kết hợp với theo gen. Đó, chị nào lấy thì lên cho Q62. Không tí nữa mặc vào luôn. Hầu hết là hái hàng. Chị hàng mùi lên cho em là quần Q62 cho em nhá. Em không dám mặc lên tại vì mặc lên là sợ hết hàng. Vừa rồi nhiều chị đặt rồi. Ok, chị nào lên em mã áo này là mã bao nhiêu nhỉ? M565 nhá các chị nhá. Đây đằng sau nó cực điệu này. Đây nó có hình kiểu như là con bướm ấy hay là cái cành hoa ấy đấy. M565 quay đằng trước các chị xem. Đấy. Cực đẹp luôn. Hai bên eo là nó là màu đen nhá. Nó chỉ có chữ đằng trước thôi. Cô chị eo về vào phần chị nào lên mã em này là M565 199.000 à? Đúng rồi. Ok, chị hàng mua một cái quần Q29 à Q62 thì size 29. Còn này cái phần eo này cảm giác như eo của mình nó rất là gọn. Nên cho là M565 cho em, quần là quần Q69 nhá, Q69 là em sợ không hết hàng dưới. Ok chưa, đẹp chưa? Cái mắt này thì có size MN với XL như là tầm cân nặng là 45 cân cho đến 65-66 cân đổ xuống cho em mặc được cái mắt này các chị nhá. Kéo, khóa kéo thoải mái cho em. Không phải là cái hàng zit hàng ngoài chợ các chị nhá. Tất cả đều là hàng Quảng Châu loại 1 nhà em. Đó, nhận hàng, bóc hàng, ra kiểm tra hàng, trước tiên toán cho em. Không đẹp không ưng không lấy tiền. Bác nhỉ? Quần đẹp nhỉ. Quần đẹp không? Quần quá đẹp. Đấy. Quần giá bao nhiêu? Quần là 229.000 nhá chị nhá. Quần là Q69. Quần là quần Q69 229.000, áo là 199.000. Mã áo thì các chị lên đúng mã hàng cho là M565 cho em. Ok chưa ạ? Rồi qua mẫu khác đi vợ ơi. Em qua siêu phẩm khác nhá, chị nào lấy mã này thì chồng em like dành ghê chưa. Cảm ơn chị An Lê nhá. Đấy, chị An Lê thành fan cứng kìa. Đấy, mình chịu khó tương tác với cái shop thì dần dần mình thành fan cứng mà các chị yêu. Chị An Lê là chỉ vào săn bộ đồ thôi đúng không? Tuy nhiên bộ đồ em sẽ để cuối livestream cơ. Thế nên là xem nó từ đầu livestream đến cuối livestream thôi. Mỗi chị chấm cho em một chấm là ví dụ mỗi ngày là mình vào mình tương tác một tí dần dần là trên đầu mình có fan cứng là hình trái tim. Dần dần nó chị thành kim cương. Chị An Lê nhận được hàng kia chưa? Hàng bộ đồ cao cấp chưa? Mặc nhiều quá nóng quá ạ. Quá cả mồ hôi. Em qua mã mới nhá các chị yêu nhá các chị. Từ từ chọn, nhà em thì rất nhiều mã, ngày nào cũng có mã hàng mới về. Cực đẹp luôn. Các chị ấn theo dõi fanpage từ giờ đến Tết là rất là nhiều hàng đẹp về. Tết ví dụ có tiền lại không biết đi đâu mua hàng thì nhớ đến shop Nhà Đoàn nhá các chị yêu nhá. Đừng quên shop em đấy. Đấy các chị thả tim thả like. Rất là cảm ơn các chị đã thả tim thả like cho em. Chồng em bắt vào livestream nhưng không vào, các chị chỉ đứng thấp thói thôi. Rồi, hoàn này. Đấy, nó gọi là vừa kín vừa hở các chị ạ. Nó không hở quá, không kín quá, nó vừa kín vừa hở. Đây, con này cũng là một mã hàng mới về nha em. Và hiện tại nó có đủ size thì nhá. Tất cả những sản phẩm mới về thì nó sẽ có đủ size, đủ số. Rồi, ok. Hello chị Thúy Phạm nha. Đấy, các chị chấm, các chị mà trên đầu có chữ người chia sẻ nữa, đẹp. Đá chị nào, cho thích chị nào chia sẻ cho em kìa. Mỗi chị chia sẻ cho em vào một hai hội nhóm em bán hàng em nuôi quần Q69. Ok chị Nguyệt Hà này, Nguyệt Hà lên em mã số điện thoại nhá, mẫu nào mã cũng hàng đẹp. Kèm số điện thoại cho em, mẫu hello, nào cũng Cúc đẹp Trần. Đúng không ạ? Đó. Chị Kim Chi chọn cho em cái nào đẹp nhất thì chị ưng thì chị lấy luôn cho em, tại vì là lên nhanh tránh trường hợp hết hàng chị nhá. Đấy, tránh trường hợp là ngày mai chị yêu thích thì lúc đấy là đặt hàng thì hết size vừa người thì nó rất là đáng tiếc đúng không? Thích mã nào thì lên luôn mã hàng, kèm số điện thoại cho em, nào được chốt đơn. Không đẹp không ưng không lấy tiền, đảm bảo nhận được hàng thì muốn mua mã nữa. Ok, cho cái mã này các chị nhìn kỹ cho em phần đá này. Ôi, phần đá tất cả đều đá vàng và nhìn ngoài nó sáng nhá, không phải là đá xỉn màu đâu chị nhá. Hàng Quảng Châu đá hàng chuẩn, hàng bao đá các chị và giặt máy giặt thoải mái cho em. Các chị lộn mặt trong ra các chị giặt cho em nhá. Ok, cái này còn đủ size cho các chị đạt tầm 67-68 cân đổ xuống các chị mặc được cho em. Sammy đính cửa mà Huy Dương. Còn. Chờ tí nữa, còn tí nữa cuối like anh lên nhá. Chờ anh bán tranh thủ bán mấy cái áo em nhé. Chị nào lên em mặc áo này, con này cực đẹp luôn này, nhìn xa nhìn sang trọng lắm chị. M513. M513 nhá các chị nhá, 199.000 à. Ờ đúng rồi.
Em sẽ mà đúng rồi 199.000 các chị ạ. Tránh hợp là bán cho người này rẻ bán cho người kia đó. 199.000 mã này. Đúng rồi, chị Từng Nguyễn đã chia sẻ xong nhà đoàn rất là nhiều, cảm ơn chị Từng Nguyễn rất là nhiều nhá. Đó. Cái này các em kết hợp với kiểu cả cây đen các chị có nhìn rõ không? Ờ, nếu mà mạng rõ mạng mạng mà chuẩn thì nhìn cả đường, cả gọi là đường từng đường kim mũi chỉ luôn đấy. Rồi các chị nhìn kỹ đáo cho em này. Đá sáng nhá, không phải là đá xỉn xỉn màu đâu các chị ạ. Đó, chị Kim Chi mấy mã nào thì lên luôn cho em mã hàng kèm số nào cho em. Mã này là mã 513 cho em 199.000. Quần là quần Q69. Đó, không giới thiệu nhanh, không giới thiệu nhiều về quần nó sợ hết hàng. Đó, quá đẹp, quá xuất sắc, không đẹp. Quay sau các chị xem áo. Con áo này cực đẹp nhé các chị yêu nhé. Đấy. Áo sau này, cổ cao. Đấy, chị nào lên nhé, mã này là 513 nhá. M513 199.000 ạ. Con này cũng cực đẹp luôn ạ. Cực kỳ đẹp. Kết hợp với kiểu quần Q69 này có hết hàng không nhỉ? Thôi em không mặc qua quần, em sẽ chuyển sang quần khác đi. Để quần em chuyển qua quần khác nhé chị nhé. Em xem còn quần nào, quần Momo còn không vừa? Quần Momo á, còn nhưng mà lẻ sai. Lẻ sai. À, quần Momo thì không có lên á. Chắc mới lên sao? Thế thì chờ em tí nhé, em tìm xem còn mã quần nào xong em lên mã quần khác, quần này hết hàng gì ạ? Mã quần này hết hàng. Xong em đổi luôn áo nhé. Đổi luôn áo. Đấy. Với chị chấm cho em xin một chấm tương đáng, các chị thả tim thả like shop cho em với chị yêu ơi. Cái quần này em chuẩn bị mặc lên thì có size 27 và size 29 này. Chị nào? Ở ngay dưới cái phần bình luận ấy có chỗ chia sẻ đây, mới chị chia sẻ cho em một cái. Đấy. Cái quần này các chị này, quần em chuẩn bị mặc. Hello chị Hồng Phương Nguyễn này. Cái phần ở dưới ống nó sẽ có cái phần ren và đính mặc đá đi, em mặc đi. Em thôi, sẽ mặc thử. Đây, em mặc thử cho các chị xem nhá. Đợi vợ em, đợi em mẫu đổi nhạc các chị nhá, đổi sang quần khác đấy. Hello chị Kim Chi chấm này đấy, chị Kim Chi thích mẫu nào là phải mua luôn chị ạ. Nếu mà cứ chờ để những cái đẹp thì ngày nào nó cũng có cái đẹp, mà quanh năm nó ra mẫu đẹp nên mình không mua được cái gì mình mặc cả, nên là thích mẫu nào là phải lên mã kèm số điện thoại cho em luôn. Ở bên này bị giảm tương tác sao không thấy chị nào. Hello tất cả các chị yêu nào, mỗi chị chia sẻ cho em với. Ok, Q69 68 cân vừa nhé chị Hồng Đào nhé. 68 cân vừa không vừa? 31. Vừa, em có size 31 chị ạ. Lần này em lấy toàn size to bởi vì bây giờ cái form người của các chị ý, nó cũng to hơn. Ngày trước thì nó có size S nhưng mà bây giờ em cắt size S đi rồi em làm từ size M, L đến XL nên các chị tầm 6 70 cân cũng có khả năng là mặc vừa đấy. Nhiều chị cao 70 cân là mặc vừa. Chứ size S về ít chị mặc, ít người mặc được lắm các chị, em toàn... Đúng rồi, size S bây giờ là... Size S bây giờ em cắt đi rồi. Giờ người Việt Nam mình là toàn từ size M thôi, thế nên là em không lấy size S. Hello chị Hồng Thao đấy, mỗi chị chấm cho em một chấm thì em biết chị nào còn đang xem nha. Em còn lên mã. Em mà lâu lâu mà em không thấy chị nào lên xem là em chán, em không muốn like đâu chị. Không muốn thay đồ nữa. Còn à... thả tim thả năng cho em có động lực cái nhỉ. Thế động lực mỗi chị chia sẻ vào một hội nhóm thôi, biết đâu đấy lại có một khách hàng vào ủng hộ shop em. Các chị này, cái này hiện tại là quần em đang mặc thì chỉ có size 27 và size 29 thôi nhá. Chị nào chắc chắn lấy quần thì hãy em lên mã hàng kèm size cho em. Cái mã quần em mặc là quần cũng là kiểu quần ống thôi. Đấy, và nó có size 27 và size 29. Chị nào lấy quần này thì các chị lên cho là quần Q18 cho em. Quần là chất u mì các chị nhá, hàng cao cấp nhé. Quần này là chất u mì Q18 nhé. Chị nào dáng quần... Dáng quần là sao? Đây chị ơi, dáng quần là kiểu hơi ống loe một chút thôi nhé. Hơi loe loe tí nhá các chị nhá, các chị để ý kỹ đây, vợ đừng đứng đây cho các chị ngắm. Đừng đứng đưa hơi, đưa cái đấy cũng biết được. Không, tôi ở phần dưới cho chị xem. Đứng lên ghế. À đúng rồi, Huyền Linh, chị nhà chị là mẫu đúng không? Mẫu. Chị không muốn hóa này, chị nói hơi nhiều. Đây nha em, đứng lên xem cái dáng quần nhá, chị nào lên cho em mã này là bao nhiêu? Quần là quần Q18. Q18 các chị yêu nhá. Đấy, quần Q18 này cực điệu luôn. Nó có... Đấy, Q18. Cái này các chị nhìn cái trong phần đai và cái phần ở dưới chân ấy. Nó hơi loe loe. Dơ cái gần cho các chị xem. Đấy, nó hơi loe loe. Bây giờ các chị xem dáng nhá, xong thì nữa em dơ quần cho từng chị một. Kiểu đó quần sẽ là xem. Kiểu quần ống loe các chị ạ. Và cái này chỉ còn size 27 và size 29. Chị nào mặc được size nào thì chị lên mã hàng và size cho em nhá. Quần Q18 cho em còn 2 chiếc duy nhất. Đó.
Cái kiểu này nó rất là tôn dáng này này, áo đẹp quá chị. Hợi Linh có áo này chưa? Hợi Linh áo này là về được đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi đấy. Bao nhiêu tiền cái quần đấy? Quần là 229.000. Quần tất cả áo. Quần đống này là 229.000. Áo 195.000, 3366. À, chị Vân Nguyễn ơi, áo là 195.000. Có size M, L và XL. Đó, áo là 195.000 nhá các chị yêu nhá. Giới đá. Thiệu cái áo, giới thiệu cái áo. Đá, các chị nhìn kỹ cho áo này thì cực đẹp. Đấy. Nghe kỹ cho cái phần áo này các chị nhá. Và hiện tại nó chỉ khoảng một cọc thôi, một cọc duy nhất cọc. Là 10 chiếc. Chị nào chắc chắn lấy hàng thì đưa cho em cái mã này M366 cho em. 195.000 một chiếc, có size M, L và XL. Những chị nào cân nặng từ 40 45 cân trở lên cho đến 65 66 cân đổ xuống á, chị mặc đẹp cho mã này nhá. M366 mã áo. Không đẹp không ưng không lấy tiền. Tay này. Đấy. Con này là cho em mặc lên đầu livestream rất là nhiều chị chốt rồi, tuy nhiên là còn lại một cọc duy nhất tại vì nhiều chị không nghe máy. Đấy, ok chưa? Đấy, chị nào vừa nãy mua cái áo mà trên Sapa thì cái áo này nó cũng thuộc dạng là cái áo em của cái áo đấy các chị nhé. Cực đẹp luôn. Cổ này là cổ tròn nhá, cái cổ kia thì nó này là cổ V. Chị nào mua thì phải mua cả cặp chứ đừng mua một cái mà nó lẻ loi ra. Cái này là đá chị nhá, không phải là kiểu vải đâu. Cái này là đá. Quá đẹp luôn các chị yêu ạ. M366 ơi, chị Nguyễn Quyền này. Quay đứng sát các chị xem cái tay gen. Ồ, cái phần tay này. Tay đẹp. Gen là cực đẹp luôn các chị cái yêu. Cái tay đấy. Nó đẹp quá các chị ơi. Quay sau. Đấy. Quay sau thì đơn giản thôi. Đấy. Rất đẹp luôn. M366. Ok chị Vân, chị Nguyễn Vân này đấy. Con này thì quá đẹp rồi, con này là siêu phẩm rồi các chị yêu ạ. Chính xác, chỉ còn một cọc thôi các chị ạ. Về được có một cọc. Một cọc này thôi. Không, em còn một cọc thôi. Chị nào chắc chắn lấy hàng thì hãy lên đơn cho em nhé, có size M, L và XL. Tuy nhiên là size M nhiều hơn. Tới 366 kèm số điện thoại cho em, 195.000 một chiếc quá rẻ. Đi so sánh giá cho em. Và nhiều khi là trên livestream nhá, nó các chị nhìn nó sẽ không rõ đâu. Nó hàng Việt Nam nó trà trộn vào rất là nhiều. Hàng Việt Nam chỉ bán cho chị mấy chục nghìn thôi. Tuy nhiên là các chị mặc hoặc là các chị giặt một lần. Chưa cần giặt một lần nó đá rơi lả tả rồi nhá. Còn cái này em cao thoải mái cho các chị xem. Cao thoải mái cho em, không bao giờ bung đá, kể một giọt máu này không bị bung một hạt máu hết. Lên đúng mã hàng cho em là M366 kèm số điện thoại cho em nhá. M366 nhé các chị, yên tâm là hàng nhé, 100% hàng Quảng Châu cao cấp nhé các chị hàng nhé. Hàng Quảng Châu loại 1. Ở trên thị trường bây giờ nó có rất nhiều các loại hàng và mẫu mã dù nhìn rất giống nhau nhưng mà về cái chất lượng vải với cái cân nặng của nó khác nhau. Nên các chị yêu phải nhớ là nhận dạng cái mình mua ở shop nào uy tín mình mua, chứ còn đừng nhìn thì cái áo giống nhau mà người ta bán rẻ hơn hàng mấy chục nghìn là mua là hàng đấy đều lắm cái gì ạ. Một cái mặt hàng nó cầm chị Bình Yên ơi, tí nữa em lên quần legging nhé. Lên. Tí nữa em lên quần legging cho chị Bình Yên nhé. Rồi, một cái áo này cầm lên rất là nặng vì phần đá của nó đá rất là chắc chắn này, đá rất là chắn, phần đá là đá chuẩn. Đấy, không phải là cái kiểu mà nó đính đính nó hờ hợt đâu. Cái này các chị giặt thoải mái cho em, lộ cái mặt trong vào cho em, rồi cho vào cái túi lưới đấy, giặt cho em, thoải mái máy giặt cho em nhé. Ok chưa? M366 kèm số điện thoại cho em, 195.000 một chiếc. Không đẹp, không ưng, không lấy tiền. Đấy, hàng chuẩn tem hai mắt, chuẩn hàng Quảng Châu. Có mã đi chị nào lấy lên cho em mã là M366 nhé. Con này quá đẹp luôn, siêu phẩm với các chị yêu ạ. Con này với con kia là cũng là cùng một nhà. Cùng một nhà nhà đoàn à? Mua là phải mua cả đôi. Lên quần Momo chị xem. Chị Nguyễn Huê quần Momo em còn lẻ mấy cái thôi. Bởi vì hôm qua hôm kia. Chị nào lấy quần này các chị lên quá. Là quần Q18 cho nhé. Q18 này thì còn size 27 và size 29. Chị nào mặc được size 7 thì lên size 7 cho em. Bao nhiêu tiền một cái vậy em chị? Chị 5 view ấy là cái quần 100. Là 229.000, cái áo là 195.000, em ghim ở trên đấy nhá chị nhá. Em đã ghim lại rồi đấy ạ. Đấy, chị người chia sẻ ấn phát là nó hiện lên luôn đấy. Với chị cho đó, em xin một phím em chia sẻ. Em giới thiệu một chút rồi em sẽ chuyển sang mã khác nhá. Em xin phép bỏ cái giày ra, bỏ chân quá. Rồi, áo là 195.000, còn quần là quần Q69 220 à quần Q18. 229.000. Đấy, các chị lên đúng mã hàng cho là M366 cho em nha. 195.000 một chiếc, quá đẹp, thả ra rất là đẹp các chị này. Đấy, hàng em rất là co giãn cực kỳ tốt. Đấy, hàng co giãn nhưng mà không hề bị bay giá hay xù vải. Thêm một cái M366 nha em. Ok chị Trần Tư nhá. Cái mã này những chị nào mà khách mới lên mã này cho em. Tại vì những chị nào là khách mới đảm bảo các chị nhận được hàng, các chị muốn hoặc là muốn mua hàng tiếp nhà em tiếp, muốn mua hàng tiếp này. Quá đẹp, không đẹp không lấy tiền. Ồ, như chị nào mà đã được nhận được cái mã này rồi, các chị cho em xin một cái feedback nha. Hàng là hôm trước là đi rồi. Có thể các chị hôm nay là các chị đã nhận được hàng rồi đấy. Quá xuất sắc các chị ạ. Tiếp tục một con hàng. Rồi. Rồi.
phải đẹp làm sao có chứ này. Cái này thì tầm như chị nào ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam mà được hết các chị nhá. Nó không kiểu quá dày, không phải là cái hàng cổ cao, thế nên là như chị nào ở miền Nam mặc được hết. Rồi cái này có quần ống đứng. Còn giá đúng không chị Thu Huyền Lâm? Thì là quần ống đứng thì em chỉ còn một chiếc size M thôi. Đấy, M36 quá xuất sắc các chị ạ, không đẹp, không ưng, không lấy tiền. À, chị 51 cân chị vừa cho em cái size M nhé chị Lương Lương. À chị Lục Diệp đúng không ạ? 51 cân trở xuống thì mặc size M cho em là đẹp. Đó đẹp. Chị sợ to quá thôi. Tầm khoảng 71 cân mới sợ, 68 cân vẫn có size vừa. Đây con này. Lại một con siêu phẩm đồn có mùa này các chị này. Những chị nào chưa chốt được con mã này các chị lên luôn cho em. Hàng co giãn cực kỳ tốt và rất là nhẹ các chị nhá, không phải là cái hàng dày dặn. Và cái này yên tâm các chị mặc này, nhiều chị hỏi em ơi mặc có bị lộ không? Và đương nhiên là sẽ không bị lộ các chị nhá, không bị lộ một chút nào hết. Hàng nó là hàng loại 1. Đó, nhìn phần đá cho em này, đá rất là sáng các chị nhá. Đá phần tay này. Nhìn trên livestream nó mờ mờ. Nhìn trên livestream nó mờ nhưng mà nhìn ở ngoài rất là sáng, rất là sáng, hàng loại 1 nó chắc chắn sẽ sáng. Và đá nó phải đá chuẩn. Cái này mà các chị mặc áo đá mà nhìn mà đá kiểu cái loại hàng rẻ tiền ấy thì nhìn nó rất là dại các chị ạ. À chị Thu Huyền Lâm có chị có còn đơn giản chị nhá. Rồi tiến lên. Đây này. Các chị lấy mã này các chị lên áo cho em là M361 cho em. Và cái này có size ML và XL. 3 size có 3 size cho các chị từ cân nặng là 47 cân trở lên các chị mặc đẹp cho em cái mã này. 68 cân đổ xuống các chị vẫn mặc vừa cho cái mã này nhá. Con nó cực kỳ tốt. Đấy, nó điểm nhấn là cái phần cổ này các chị này, điểm nhấn ở phần cổ này. Lên trên là M361 199.000 một chiếc. Đấy, không nghe nhầm, tất cả những giá này hoặc em đã để giá chiên cho các chị rồi nhá. Xếp đồng giá là 30.000 chị nhá. Em là thuộc cái dạng bụng béo, em mới đẻ xong thế nên là bụng hơi béo, thế nên nhưng mà mặc những cái sản phẩm tối này nhìn người nó rất là gọn các chị nhá, rất là gọn. Mà các nhà chị nhà mình đa phần là những chị nào tầm tuổi 35 trở lên ấy, nhìn chị nào cũng có da có thịt, thế nên là các chị hay chọn màu tối. Và nhà em lúc nào cũng thế, nhà em là chủ đạo là màu tối thì nhá, chủ đạo là không màu là form màu tối. Rồi ok, mờ ấn là 361 cho em, kèm số điện thoại cho em làm được chốt đơn các chị nhá. Lên đúng mã hàng và đúng số điện thoại là được chốt đơn, mã hàng cộng theo số điện thoại là được chốt đơn các chị nhá. Đấy, nhìn kỹ cho các chị này. À rồi ok chị Lục Diệp Trương ơi, chị lên lại cho là M361 cho em nhá, phải có mã hàng kèm theo số điện thoại thì mới được chốt đơn các chị ạ. Quá xinh. Không đẹp, không ưng, không lấy tiền. Chị nào lấy quần thì lên trên là quần Q18 cho em nhá. Có tất cả đều là vào túi và hàng chuẩn nha em. Em chỉ bán hàng chuẩn, không bán hàng loại 2, loại 3. Ok chưa, các chị đừng so sánh nhá. Là sao em bán thế loại thế kia. Đấy, nhiều khi là các chị so sánh với hàng Việt Nam thì em không thể so sánh được. Ok chưa, chị Bảo Ngọc như cái vậy chị. Chị Bảo Ngọc ơi, cái này áo này là 199.000 nhá. Mã là 361 cho em. Quá đẹp, cái hàng dài tay. Đấy, tối nay là gió mùa về rồi, các chị mặc cái áo này cho em. Chỉ cần mặc một cái thôi. Nếu mà đi ra ngoài đường, các chị mặc về thêm cái áo khoác nhẹ cho em thôi nhá. Nó chỉ gió mùa nhưng mà nó không lạnh lắm đâu. Đấy, nhìn theo cho em này, quá đẹp. Quá xuất sắc rồi, nhanh chóng em chuyển sang mẫu khác nhá. Rồi, chị Lục Diệp Trương lên lại cho em là M361 cho em nhá. 361 kèm số điện thoại cho em là được chốt đơn. Xinh xuất sắc. Quá đẹp. Tiếp tục mã nào đây. Cái này còn 3 cái. Chị Nguyễn Hương ơi, chị ơi, quần chị đã mặc bao nhiêu? 229.000 một chiếc quần chị Nguyễn Hương nhá. Ok này, chị Lục Trương một cái 361 này, chị Nam Phạm một cái M361 này. Ok chị Oanh Lương nhá chị nhá. 361 kèm số cho em. Đây hàng Quảng Châu này. Chữ hàng Quảng Châu các chị nhá. Ok chị Nhung lên một cái M361 này. Chữ hàng Quảng Châu. Đấy, xin lỗi các chị. Rồi, quần thì đây là quần Q18 cho em, có size 27 và size 29. Đấy, chị nào mà
mặc size to hơn thì chuyển sang mã hàng khác cho em. Quá đẹp, cái mã này đẹp lắm. Nó đơn giản thế thôi nhưng mà nó là điểm nhấn ở cái phần cổ này, cái gì đây. Kết hợp vừa pha ren, kết hợp vừa cả đính đá luôn các chị nhá. Sáng lắm. Đó, nhìn trên livestream nó đã sáng rồi đấy, nhưng mà nhìn ngoài nó sáng hơn rất là nhiều các chị ạ. Rồi ok, chị lục thêm một cái M3.1. Ok, nhận đơn của chị rồi. Đấy, em nhìn gần để gần cho các chị xem này. Đẹp không? Không đẹp, không lấy tiền. 60 cân vừa cho em nhé, chị Nguyễn Hà Ngọc nhá. 60 cân, còn vừa size vừa cho em. Hàng em đá thì nói chung là chuyên hàng áo đá và chuyên hàng áo đá loại 1. Áo đá hàng loại 2 không tính, không tính tiền. Nhờ chị là mua hàng linh tinh bớ bẩn ở đâu, xong cuối cùng là quay về nhà em đổi hàng. Em nhìn phát em biết luôn là không phải hàng em, tại vì đá nó rất là xỉn. Đá nó cứ mờ mờ ảo, nó nhìn nó rất là dại các chị ạ. Em cho quay đầu ngay lập tức, không phải hàng em, không bao giờ em đổi trả các chị nhá. Mua bên nào đổi trả ngay bên đấy cho em. Ok này các chị này. Một cái mã này hiện tại em chỉ còn size M và size XL. Tất cả những hàng nào đá nha em này, cái phần ren này. Ren và đá rất là sáng. Nó phải chắc, nó phải mềm. Nhiều chị còn là khách hàng còn là trung thành với em là vì và là do cái sản phẩm áo đá này. Tất cả những sản phẩm áo đá này nó là hàng thương hiệu và là hàng Quảng Châu chuẩn. Nhiều chị két lắm, nhiều chị thích lắm, nhiều chị thích qua hàng nhà em lắm các chị ạ. Ok, là cái mã này hiện tại em còn size M. Bên này chó không? Size M, size XL. Những chị nào size M cho các chị tầm khoảng 57 cân đổ xuống đây. Còn size XL những chị nào tầm khoảng 65, 66 cân đổ xuống các chị mới được cho em size XL nhá. Cái vận tay quá đẹp, quá xuất sắc. 60 cân vẫn vừa cho cái mắt này. Ok, cái mắt này các chị lên trên là M363 cho em. Và cái mắt này được cho em bán là 229.000. Tuy nhiên hiện tại là cái mã này nó không còn sai. Nó không còn sai và nó chỉ còn duy nhất 3 chiếc thôi. Và để chiên cho các chị với giá 199.000 thôi. Rồi, còn là lấy lại tí vốn. Đó, tất cả những cái mã này em đều chiên rồi các chị nhá. Và ship em không biết phí ship cho đơn nào cả. Ok chưa? Cái mã này các chị lên luôn cho là M363 cho em. 199.000 một chiếc. Áo canh mặc bà bên phải chị bao nhiêu? Em báo luôn cả hai mã nhé. Mã này là 189.000, mã này là 199.000. Áo tay lỡ bạn mã này 476 cho em. Còn cái áo khoác này thì A1. Chắc chị đang hỏi mã này đúng không? Tại vì rất là nhiều chị hỏi mã này. 476, 199.000. Cái này quá đẹp, không đẹp, không lấy tiền. Rồi, nhân hàng kiểm tra hàng trước khi toán cho em nhé, phải kiểm tra hàng chị nhá. Đấy, không đẹp không lấy tiền, so vin vào cho em. Em sẽ chuyển sang một cái quần khác để cho các chị nhìn, để cho các chị nhìn nó dễ hơn chị nhá. Em mặc cái kiểu quần đen này các chị nhìn áo đen nó không được nổi. Em sẽ kết hợp với kiểu quần jean đi. Không, kiểu quần jean đi. Nhà em kiểm tra hàng thoải mái cho em nhé. Các chị phải kiểm tra hàng cho em để tránh trường hợp là gửi nhầm hàng hoặc là bên khác người ta lấy đơn của bên em. Nhận hàng kiểm tra hàng đúng hàng mình đặt hoặc là đúng hàng như bên đang quảng cáo thì các chị thanh toán tiền cho bên em nhé. Hàng đẹp hàng xấu không giống như trong quảng cáo, chị hoàn đơn. Rồi đây, kết hợp với một cái quần này để nhìn cái áo màu đen các chị nhìn nó hình dung cho nó dễ các chị ạ. Kết hợp với một cái quần Momo. Ok, tất cả những chị nào đang xem livestream của em, tránh trường hợp bị ẩn comment nhá, các chị cho em xin một dấu chấm tương tác các chị nhá. Để mua được hàng giá rẻ mà lại còn đẹp, hàng chuẩn thì các chị ấn theo dõi fanpage cho em và chia sẻ livestream cho em để tránh trường hợp mà hàng đẹp quá các chị muốn mua hàng tiếp các chị không biết tìm ở đâu đúng không ạ? Đó, ấn theo dõi fanpage cho em và chấm tương tác cho em để tránh trường hợp bị ẩn comment các chị nhá. Chuyển sang một mã hàng tiếp theo này. Đúng rồi, quần cũng là hàng Quảng Châu hết các chị nhá. Rồi
Rồi đấy, tím sẽ kết hợp với kiểu cái quần này cho các chị nhìn áo cho nó nổi nha các chị nhá. Nhìn áo đen rồi các chị kết hợp với kiểu quần jean cho em nhìn nó nổi áo. Đây quần Momo nhá, đưa về đây vợ. Chị nào thích quần Momo giờ em mặc quần Momo đây chị ơi, nhưng mà quần Momo của em không biết còn size không thì hết rồi cái này. 27, 28, 29. Chị Nguyễn Hương 363 này, ok chị Nguyễn Hương này. Chị Nguyễn Hương mặc áo đang mặc hai bên ống tay mới hả em, đây chị này. Áo đang mặc hai bên đây chị ơi. Các chị nhìn cái cho em, bắt em quay đấy. Em quay chị Nhung Lê, ok chị Nhung Ly này. Đấy. Quay ngang quay ngửa cho các chị xem đúng dáng. Đó, tay này. Đẹp cũng phải ở tay cũng đẹp các chị nhá. Phần tay này, nhìn kỹ cho em cái phần tay ở dưới nó còn có kiểu thiết kế kiểu hoa đây. Và kết hợp vừa đính đá vừa theo con này thì quá đẹp luôn các chị yêu, từ vai luôn này. Đấy, từ vai luôn nhá. Bên này cũng vậy. Đấy. Ừ, đằng trước này. Đằng trước, đằng sau. Đằng sau đơn giản thôi nhưng mà đằng trước nó rất chị là nổi. Chị nào lấy mã này lên mã bao nhiêu vậy? 363 kèm số. Mã 363 nhá các chị yêu nhá. Mã này là 363 kèm số. Sao vừa nãy hình như có mã 363 rồi sao ấy? Chưa. Hả? Đúng không vậy? Chưa. Bao nhiêu tiền vậy? 199.000. 199k nhé các chị nhé. Chị nào lên em mã này là M363, con này quá đẹp luôn, nhìn nhẹ nhàng. Chưa có 363 đâu. Thần chị. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Áo này là chất thun cotton nhé các chị nhé. Áo nhà em 100% là hàng Quảng Châu cao cấp nhé, không em không bán hàng Việt Nam. Không phải không hàng bán hàng loại 2 đâu nhé. Ờ, như con này chị mua vào sờ chất là biết. Nhà các em cam đoan là không bao giờ có hàng loại ai. Kết hợp với kiểu các chị quần yên tâm. Jean ấy nhìn nó nổi áo hơn rất là nhiều đúng không? Chị nào mà thích kiểu chị nào mà mầm một chút nhìn cả cây đen thì nó nhìn nó gọn hơn, còn chị nào mà gầy. Như em là 56 cân này, em mặc cái này cũng được. Nhìn nó nổi áo. Đấy là mẫu này là 56 cân 1m60 nhá các chị yêu nhá, nhìn đấy. Cực đẹp luôn, chị nào lên em mã này là M363 kèm số điện thoại. Đấy. Cực đẹp, cực yêu. Còn chị nào còn đang xem like thì chấm cho em một chấm hoặc thả tim nha mấy ạ. Cho xem M363. Cho xem quần tay đen ông đứng đi. Quần tay đen ông đứng. Quần tay đen ông đứng á chị. Tay này này. Đó. Ở trên cái này. Quần một tay. Cái quần, có một cái quần tây ấy, đẹp lắm, quần đấy chất đẹp lắm. Đó. Ở đây đây. Mở quần này. Ngoài quần short ra thì trong đấy nó có cái quần đấy, đấy. Em xem cho em. Tây à? Tây. Đây. Không, đấy là quần short mà. Nhớ nhá, chị nào lấy mã này lên cho là M363 kèm số cho em rồi em chuyển sang mẫu khác. Mã này đảm bảo xuất sắc. Đó, hiện tại thì còn size M và size XL. Những chị nào tầm cân nặng từ 65 cân đổ xuống mặc được cho em. Đấy có đai, đúng không? Quần đai đấy. À, em ở Cầu Giấy Hà Nội chị nhá. Em ở Cầu Giấy Hà Nội, những chị nào ở miền... Những chị nào em có gì em ship hàng toàn quốc. Em ở Cầu Giấy nhá các chị nhá, em ship hàng toàn quốc trừ có mỗi cái ra đảo. Thế nào? Đảo Lý Sơn. Đảo Lý Sơn là không ship được nhá, bởi vì bên giao hàng người ta không giao bên ra đảo Lý Sơn đâu các chị yêu ạ. Đây chị Thu Hiền Lâm này, quần ống tây này, đẹp lắm. Cái này, quần này nó cũng có dáng và tí, nếu mà chị ưng thì em mặc lại cho chị, mặc cho chị xem thôi. Còn quần này thì em chỉ còn size cái này tầm khoảng cái size L chị ạ. Có rất là tốt. Rồi, cái này phải trên 60 cân mới mặc được. Rồi. Áo canh mặc có size nào đủ size nhá chị Nguyễn Hương ạ. MLXL chị lên cho em mã kèm số điện thoại nhé, 476 kèm số điện thoại. Nhà em có đủ size to khoảng độ tầm từ 70 cân đổ xuống đấy là các chị mặc vừa, cực đẹp luôn. Nào, có mẫu nào hai bên không có lưới không em? Không có lưới á, đa số là bây giờ nó phải làm lưới thì nhìn nó mới đẹp chị ạ, nó điệu điệu. Cái này của em nó không có lưới nhưng mà nó lại là hoa. Đa số là nhà em là đa số là nó là áo đá. Đấy. Có đấy, có cái áo quần không đứng đấy. Không bó đâu chị ơi, quần này ống rộng mà. Không bó nó kiểu ống đứng. Ống đứng rộng mà chị, nó bằng nhau rồi. Đấy, chị thấy chưa, nó bằng nhau từ trên xuống dưới này. Đấy. Quần này thì cực đẹp luôn. Mặc đấy đẹp lắm, chẳng qua là còn một cái em ngại mặc. Đẹp, tím mặc thử cho chị xem nhá, tuy nhiên là em. Đây chị ơi, từng đường may mũi chỉ là thẳng tưng luôn các chị yêu nhá. Hàng không bao giờ có gọi là một tí chỉ thừa nào luôn đây này. Đấy. Hàng cao cấp nó may thẳng tưng luôn chứ không phải là nó may là cong cong như ở hàng Việt Nam đâu các chị yêu ạ. Không chỉ chiếc nó thừa loạn ra. Chị Thu Hiền Lâm mặc được chị nhá. Tí em mặc thử vào dáng ngửa của em đi, mặc đảm bảo cái đấy đẹp. Cái đấy chất đẹp lắm.
Em lấy về nhưng em chưa kịp mặc, nhưng mà khách nhà em đến người ta lấy hết rồi chị ạ. Đến là đến nhà xem trực tiếp. Ok, con này chị nào mà không thích kiểu kiểu quá cầu kỳ các chị lấy đơn giản cho em là cái mã này. Áo chị đang mặc bao nhiêu? Chị lấy lý ơi, là cái áo vừa nãy là cái áo này à? Cái áo này đấy, vừa rồi chưa kịp xem. Đây. Cái áo này là 199.000 nhá chị nhá. M363 phải không nhỉ? 363 đúng không? M363 199.000 nhá chị Lê Lý nhá. Đây cái áo này là 199.000 M363. Này đính đá này các chị yêu này, 100% là cực đẹp luôn, cực chắc. Còn mỗi một chiếc size L các chị ạ. Mỗi cái này. Rồi, bình tĩnh, đây em vừa thay quần này. Bình tĩnh để em nghỉ một tí, chiếc này cho các chị nhá, chị Hằng nhá. Đây, đá lấp lánh, lấp lánh, xếp đều luôn, không rơi rồi còn lại mất một viên nào luôn các chị yêu ạ. Tất cả nhà hàng đá em thì các chị yên tâm. Đấy, không giới thiệu về nhiều nữa, không nhiều chị. Hai hàng cũ của em mới giới thiệu nhiều quá, chị mua nhiều rồi. Rồi ok chưa, cái mã này các chị thích đơn giản, các chị lấy mã này cho em. Cái mã này là 487 các chị này, M487 cho em. Thế mã chiên cho các chị với giá bao nhiêu tiền đây ạ? Cái này đây, 189.000 một chiếc. Cái này có size M, L với L. Đấy, cái này thì nó sẽ rẻ hơn. Quần jean giá bao nhiêu tiền? 249.000 chị nhá. Quần Momo hàng cao cấp nhà em. Chị Nguyễn Vi nhá, quần jean là 249.000. Quần Momo nhá, các chị nghe quần Momo là biết. Quần bò Momo là quần cao cấp. Đấy. Cái này cực đẹp. Cực đẹp, cực xinh luôn các chị yêu ạ. Đấy. 249.000 nhá. Quần ống suông hay quần ống suông dài hay là quần chín tấc? Em thật là bao nhiêu các chị hỏi quần chín tấc nhưng mà em không biết quần chín tấc là quần kiểu gì. Đấy. Còn quần này nó là cái quần ống suông nhá các chị nhá. Có nghĩa là nó bằng nhau hết từ trên xuống dưới. Rồi, sau cái mã này em mặc. Sau luôn. Sau mã này vợ em lên cho nhá, chị chờ hay tí. Hay em mặc luôn cho các chị xem lên hỏi nhiều. Đấy, giới thiệu mấy cái áo đá đi. Đây. Rồi ok, cái áo này các chị này, nếu chị nào lấy cái mã này các chị lên luôn cho em, nó chỉ đơn giản này thôi, tuy nhiên đơn giản nó phần cái tay này. Đấy, cái phần cái tay giống như cái tay thỏ. Cái phần đính đá vàng các chị nhá. Đấy, cái vừa theo em vừa đính đá cái phần tay là chất liệu van và cái phần thân nó là chất liệu thun cốt tâm có giá 4 triệu. Còn lại mã 366 ok chị Nga Huỳnh nhá. À đây đẹp lắm. Rồi ok này, chị nào lấy mã này các chị lên cho em là 487 cho em, M487 189.000 một chiếc. Lên mã hàng kèm số nó cho em là được chốt đơn. Như nhà tầm cân nặng là 65, 66 cân trở xuống chị có size vừa ngừa chị nhá. Đằng sau này, đằng sau nó chỉ đơn giản cái thôi. Cái áo này thì nó là kiểu theo chiều hướng đơn giản, không quá nhiều đá. Cái này là ít đá. Quần suông size bao nhiêu đấy em? Size L chị Hằng Bùi ạ, size L. Chị nào thích mã áo này là M487 nhá các chị nhá. Áo này thì nó giản dị mà nó mặc nhẹ nhàng. Mấy chị nào mà thích nhẹ nhàng, mình không thích nhá, cầu kỳ, nhưng mà cái này nó nhẹ nhàng mà nó lại sang trọng bởi vì cái cổ nó làm màu trắng. Trắng kiểu trắng lấp lánh nhá các chị nhá. Cái này đá kiểu là đá gọi là đá rất là chìm. Cái này này. Đấy. Kiểu kết hợp với kiểu là kép cườm ấy các chị ạ. Kép cườm. Rồi các em lên cho mã này cho là 487 cho em, 189.000 một chiếc, mã áo kèm hàng. Số điện thoại cho em là được cho đơn các chị nhá. M487 nhá, chị nào lấy em mã này là ghi lên M487 để em đổi mã khác nhé. Nhà em toàn siêu phẩm nên chị nào thích sơ mi em lên sơ mi. Đấy chị Nga Huỳnh này, 366 cho em này. M366 không đẹp không được tiền con. Đâu này con 366 đấy, với con nào đấy nhỉ vậy nhỉ? Hai con này. Đây hai con này là anh em nhé các chị yêu nhé. Đấy. Không, các chị con kia. Đây, đâu. Con nào? Con 368 này. Đâu? Nhìn dần giống nhau. Một con tay ngắn, một tay dài. Đây con này, đây một con cổ tròn, một con cổ ấy này. Chị nào thích cái này này. Đấy, con cầm đây. Đấy. Ai có mở 368 này. Nó là anh em với nhau đấy các chị yêu ạ. Mua là phải mua cả cặp về mà xem mà ai mà bạn với mình thì mình tặng cho cái. 58 cân mà chị bao nhiêu ạ? 58 cân bằng đồ thêm nha. Đá nói chung là đá sáng lắm. Quan trọng là các chị. Tôi chị Thùy Tiên lấy 366 lên cho em M366 nhá. M366 nhá, đây thì chị ơi. Đây con này nữa. M368. Đây này con M368 với M366 này. Đây là 368 nhá, chị nào lên cho em mã này là M368. Cực đẹp luôn đấy. Giờ cái đấy như thế các chị không biết là cái nào. Đây, giờ đi. Hả? Để mặc luôn mặc luôn. Đẹp quá các chị yêu này, nhìn này. Đá này. Đấy, à rồi. Các chị thấy chưa? Con này quá gọi là siêu phẩm luôn, không nói gì nữa. 58 cân các chị mà nếu mà dưới 60 cân các chị mặc size XL, còn trên quên, dưới 6 chị mặc size XL cho em, còn trên 6 các chị mặc size L cho em nhá. Ok, con mask 366 các chị này.
con này đẹp lắm, chị nào khách mới nên cho cái mã này đi, rất là tự tin cho các chị những cái mã này. Đó, một con siêu phẩm và hiện tại còn rất là ít thôi. Có thêm 3 món chị Thanh Vân nhá, 3 món đúng mã hàng nhà em đấy, có 3 món. Em có 3 món, 2 món có chị ạ. Tại vì bộ đồ nó thay cả quần áo, ngại lên tí xem lên cho các chị. 366 các chị nhìn cho em này, nó cái phần tay đẹp nhất, cái phần tay nó lửng lửng thôi. Chị nào ở trong miền Bắc, miền Nam hay miền Trung đều mặc được hết cái mã này, không sợ nóng. Mà tay cái này nó không bó đâu các chị, nó rất là rộng này. Đấy, nó rộng, nó thoải mái này. Thoải mái. Đấy, nó rộng, nó thoải mái, chứ nó không bó hẳn vào tay đâu. Nhìn cái này, cái này là gen mềm nhá. Hello Phương Trương đang xem bên bên đấy, đang lẻ lo quá, có bếp này cho chị. Có 8 người mà, Phương Trương bên đấy động viên 8 người đang xem cùng. Rồi, xem món tiếng sale nhá. Các chị nào đang phân vân mang 366 này, các chị lên luôn cho em. Đảm bảo khi mà các chị muốn lấy hàng, em sợ hết hàng thôi. Ok, M366 kèm số điện thoại cho em. M366 nhá. 95.000 một chiếc, nghe đúng mã hàng, đúng số tiền. Đó, đẹp lắm các chị ơi. Các chị mặc được đẹp hơn em đấy. Còn chị là... nào đang xem livestream chứ các chị chấm cho em một chấm là để em lên mã 368 nhé các chị yêu nhé, bởi vì em nhìn thấy không có chị nào hết. 58 kg vừa chị Ngao, size L, có chị Ngao Huỳnh nhá. 58 kg 1m50. Chị chấm cho em xin một chấm nào. Xem để em xem còn chị nào đang xem để em lên mã này. Hết pin rồi. Anh. Không bạn. M366 okay, kèm chị số điện thoại cho em. Cái này. Con này đẹp thế. Con này kiểu trẻ trẻ chung cũng mặc được hết, như kiểu tầm tuổi em cũng mặc được. Ơi con này thì già hay là trẻ hay là tầm trung trung mặc được hết các chị ạ. M366 60 cân mặc size XL cho em đẹp, còn size XL lên nhanh mã hàng cho em. Kèm số điện thoại cho em thôi, không cần phải lăn tăn. ML với XL như thế nào, tầm cân nặng 45 cân trở lên cho đến 65 cân đấy, đấy rất nhiều các chị đang xem, các chị xem mỗi chị chấm cho em một chấm tương tác. Chị Nga Huỳnh ơi, mặc size XL cho em nhé chị Nga Huỳnh nhá. Mình 63 kg mặc size XL cho em. M36 cho chị mà. Mạ hồng, ok thì này 42-43 cân, mặc size bao nhiêu, mặc size M cho những chị Thủy Tiên nhá. Hộp thư thần xin chào chị nhá, rồi xin chào tất cả các chị yêu của em. Những chị nào lấy mã này các chị lên đúng cho em, mặc quần đen đen rồi ok, mặc quần đen chị Thu Huyền Lâm này. Xong cái này nhá, M36 ok chị Diệp Thủy Vân, M36 bao nhiêu một áo à, 195.000 nhá chị hộp thư tri ân nhá. Cái này là M366, 195.000 đứng gần gần mà các chị nào mới vào, các chị xem nhá. M366 này quá đẹp luôn. Con này gọi là siêu phẩm rồi các chị. Siêu phẩm thôi, em sẽ qua nhanh rồi tránh trường hợp hết hàng các chị này. Hàng ấy. Lên M368 nhá, bây giờ em qua M368 nó là anh em. Con này nó là anh em với lại M366. Chị đấy. Nào không thích lỗ tay chuyển sang hàng dài tay cho em, không thích cổ tim. Đấy, à không thích cổ tròn lên cổ tim cho em. Rồi. Một con này gọi là cũng giống tương tự luôn. Đá thì em đảm bảo các chị hỏi đừng năn tăn về đá nha em. Đá nha em không bên nào có. Các chị nào là khách hàng mới các chị nhớ ấn theo dõi fanpage cho em nhé. À, để có gì thắc mắc thì các chị có điện vào số có số điện thoại ở trên fanpage ấy. Ok chị Thanh Hiền cái 366 này. Đấy. Đẹp lắm, không đẹp. Quá đẹp luôn các chị yêu ạ. Các chị nào mới vào các chị nhớ ấn theo dõi fanpage của shop Nhài Đoàn nhé. Để có vấn đề gì thì các chị liên lạc và tìm kiếm cho nó dễ. Về sau này mình có vấn đề gì về hàng lỗi hoặc là mình đổi trả gì cho nó dễ. Ok chị Thủy Trần một cái M366 này. Size S thì bên em không có đâu, nó có từ size M chị ạ. Chị bao nhiêu cân thì chị Thủy Trần nhỉ? Mặc size M em có từ size M, size L, size XL đến từ khoảng độ 70 cân đổ xuống là mặc vừa nhé các chị yêu nhé. Đây, một con siêu phẩm tiếp theo, cái này thì cổ tim này. Cái này thì cổ tim nó gần đá thì thiết kế gần giống cái 366 rồi nhưng mà cái này nó cổ tim. Chị nhà không thích cổ tròn thì chị lấy cổ tim cho em. Ờ cái này thiết kế kiểu tay 190, dài nhé. 368 cho em 199.000. Quần bò bao nhiêu tiền vậy shop chị Mỹ Lệ ơi? Chị Mỹ Lệ cái quần này thì là 249.000, quần mơ mơ nhà em nhá. Chị nhận được hàng rồi, em đẹp chất mê. Chất lượng lắm em ạ. Rồi chị Huỳnh Mai hôm nay lại vào bên bếp đấy ạ. Ok chị La Phố một cái M366 nhá. Đấy hết hàng đấy các chị ơi. Huỳnh Mai ơi. Lên nhiều quá. Đẹp đúng chị, quá đẹp. Nhà em thì toàn siêu phẩm thôi, em là khách hàng mới này anh. Khách hàng mới mua hàng đấy Phương Trương. Phương Trương khách hàng mới mà. Ôi con này cổ đẹp quá các chị ạ. Đây cổ này. Đó, tất cả đều là đính đá hết các chị ạ. Cổ đính đá đấy. Ờ yêu chưa các chị? Dài rồi à con? Đấy màu da gì ạ? Mặt nhiệt á. Ờ, miệng pha sữa luôn. 43 tí. Cân size M rộng không? Không, không rộng đâu chị ạ. Ờ, như cái này size M em mặc thì nó ôm này. Hello chị Nguyễn Thị Châu này, xin chào chị Thủy Đặng Thủy này. Xem con đi ơ, ok chị à, chị Thủy Đặng Thủy cho em một tí em lên con đi ơ nhá. Ô, 366 chị Nguyễn Thủy ok này. Luôn, sợ hết, hết hàng này. 189k dồn đơn, ok chị Cúc Trần này. Cái gì 189k đấy? Thì đấy, cái sao ấy? 366 là 195.000. 195.000 đấy chị Cúc Trần, chị Cúc ok Trần ơi, chị Nữ Hoàng này. Mà mấy em chị Huỳnh Mai ơi, cái này là M368 nhá. M368 199k. Đấy.
Có quần cái bò. Này có size M, L với L. Đùi không em? Quần bò hoa em hết rồi chị ạ. Quần bò hoa đùi hết rồi. Quần bò này là quần Momo á, sao mình vừa ấy là nó không hiện lên nhỉ? Quần bò là chị ơi 249.000, mã quần này là quần thiên thần, à quên, quần hình con mèo ấy chị ạ. Quần Momo. Rồi ok này, để chị nói mận nha, chị Huỳnh Mai lên đúng cú pháp cho là M368 cho các chị nhá. M368 là mã em đang mặc. Và xin phép để giá tri ân là 199.000, là giá rất là rẻ so với thị trường rồi, không đẹp không lấy tiền. Hàng Quảng Châu loại 1 cho em lúc nào cũng phải nói như thế, tại vì là khách hàng em người ta ra vào liên tục, thế nên là em bắt buộc phải nói đi nói lại. Quảng cáo một phần thôi. Và nhận hàng các chị phải kiểm chứng hàng, phải bóc hàng ra kiểm tra trước khi toán cho em nhá. Kể cả khách hàng cũ cũng phải kiểm tra hàng cho em, tránh trường hợp là người ta lấy đơn của bên em, người ta gửi hàng linh tinh vớ vẩn cho các chị, mang tiếng của bên em nhá. Nhận hàng bóc hàng ra kiểm tra hàng cho em. Nhớ đâu em lại bán hàng cho cả bưu tá thì sao ạ? Đấy. Bưu tá thấy đẹp quá lại là khách hàng của nhà em. Thế là các chị bóc hàng trước mặt bưu tá cho em nhá, nếu là bưu tá là nữ. Rồi ok này. Thế không có size S cho em, size M. Ok cho chị Thủy Trần một cái M366 chị nhá. Rồi lên đúng mã hàng M366 cho em. Còn cái mã em đang mặc là M368. Chị okay nào lên mã đang mặc là M3, ok chị Huỳnh Mai một cái M368 này. Đấy, chị nào lên cho em mã này là M368, một quần là quần Momo, quần cao cấp nhá các chị nhá. Hàng em đảm bảo 100% hàng Quảng Châu loại 1 nhá, ngày nào nhà em có hàng mới về nên các chị ấn theo dõi fanpage cho em nhá. Shop Nhài Đoàn. Đấy. Một cái túi hàng nó cân nặng, nó rất là nặng. Đấy. Đá nó phải chuẩn và hàng nó phải có chữ hàng Quảng Châu, không phải hàng Việt Nam rơi đá lạ cả, không tính nhá, không so sánh. Ok này, cao đá thoải mái cho em, ok chưa? M368. Con này quá đẹp luôn các chị yêu. Đây này, tay là một dòng chữ luôn nhá, để thẳng đấy. Đấy cái chị tay yêu này, thấy chưa? Cái tay này nó là ôm nhá, không phải là cái hàng rộng thùng thình. Tay nó chữ đính đá, đẹp luôn. Tay ren nhá các chị yêu nhá, ren hết từ đằng này đến tận vai luôn này. Đấy. Đây là vai ren này. Ren tận trên này luôn này, quay lại mình nhìn thấy ren. Đấy. Không, cái này là ren hết nhá các chị yêu nhá, đấy. Ren hết. Ok chị Nguyễn Thị Châu này. Size M, ok chị Huỳnh Mai size M nhá, chị Huỳnh Mai là khách quen rồi. Chị Nguyễn Thị biết nhé rồi đấy. Dồn đơn em dồn luôn chị. Đó, ok chưa? Cái mã chuyển sang một cái mã hàng khác các chị nhá. Chuyển sang mã hàng tiếp theo. Như chị nào mới vào thì cho em một dấu chấm tương tác này. Các chị vào các chị nhớ chấm tương tác với shop nhá, để còn mình còn xem like. Thỉnh thoảng ví dụ có tiền muốn mua cái áo đi vào shop Nhài Đoàn mua nó dễ. Ô, 4.1 còn đây. Nhà em là ngày nào cũng có hàng từ Quảng Châu về các chị ạ, ngày nào cũng có một vài mã mới, mã nào cũng đẹp đấy các chị yêu, mà thấy mã nào đẹp là phải lên ngay, vì mã này đẹp mà không lên ngay mai nó lại có mã khác nó lại đẹp đấy. Mà từ giờ đến Tết là ngày nào cũng có mã đẹp là mình... Thế nên là các chị cứ chuẩn bị hầu bao đấy các chị ạ, chuẩn bị tiền. Nếu một con sơ mi này, ngày nào cũng được mà áo mới sơ mi các chị nhá. Rồi, đợi để tránh trường hợp các chị đợi lâu. Các chị thả tim, thả like cho em cho nó ấy. Xin chào chị Minh Nguyễn đấy, các chị tương tác với em dần dần nó thành fan cứng. Mà fan cứng là kiểu gì em có quà em tặng đấy. Em bật fan cứng hết các page rồi, nên là các chị vào page nào mấy nữa là có fan cứng hết đấy. Một dòng sơ mi này, cái dòng sơ mi này dòng hai lớp các chị ạ. Đấy, và nó có đính cườm ở mai cổ. Có bỏ hoa không em? Mai em không biết được chị ạ, bởi vì là hàng cứ mỗi ngày nó về được mã nào nó nhả biên mã nào thì nó về được mã đấy thôi chị ạ, bởi vì đặt các thì đặt này, rất nhiều. Cái dòng sơ mi này nó đặc biệt một chút, nó sẽ có đính cườm ở này. Ok chị Hằng Bùi nhá. Sau mã này chị nhá. Đây nó có đính cườm ở đây các chị này. Em thích một quần chun. Tố ok chị Thanh Hiền này. Đó, cái sẽ có đính cườm và hiện tại này còn đủ size Nana đi đâu giờ mới quay lại với chị ạ. Không được cổ ra. Em để như này cho các chị nhìn ra cái phần cổ, còn em thả ra thì nó đẹp hơn. Sơ mi thường mình chắc phanh ra nhìn nó đẹp hơn thì đấy, sơ mi kiểu như này. Đấy, cái này sơ mi nó là kiểu chất voan các chị nhá. Và co giãn có size M, L và XL, sơ mi có mấy size rồi? M, L và XL cho em 65 cân đổ xuống mặt đồ cho em, cái này là hàng co giãn. Đủ size nhá, con này quá đẹp luôn các chị yêu. Cái phần tay, cái phần tay đấy, nó sẽ là hàng 1 lớp và cái phần thân nó sẽ là hàng 2 lớp chị nhá. Áo rồi. Này trong này là hàng 2 lớp này các chị này đấy. Hàng là toàn hàng cao cấp hết. Quay sau các chị ngắm cái. Đấy, cực đẹp luôn các chị yêu nhá. Đấy. Chị nào lên cho em mã này là mã sơ mi à? Không, đúng mã rồi. Đấy. Lên Gucci đi em. Ok nhá, giờ em qua nhá chị Thí Đằng nhá, nhiều mã quá các chị ạ, lên không thể hết được. Cảm ơn chị Huỳnh Mai nhá, chúc chị ngủ ngon. Đấy. Lên cho là M62 cho nhá, M62. Con sơ mi M62 này bao nhiêu đây ạ? À? Rồi.
Trước bán 219.000 hôm nay giảm giá cho các chị, tại vì còn một cọc thôi, còn đủ size. Vẫn còn đủ size các chị nhá. 199.000 giá trước là bán 229.000. Sơ mi nhá, M62 các chị ạ. M62 em một thêm là M62 trong sơ mi cổ thước xếp cơm này. 199k các chị nhá. 199.000. Đấy cái này các chị lên đúng mã hàng cho em để tránh những hợp gửi nhầm mẫu các chị nhá. Đấy là cổ nó cho có đếp ghép cườm này. Như là tầm khoảng 65 cân vẫn vừa cho em. Có còn bò mua khác không? Có chị nhá. Chị Đỗ, chị gì nhá? Chị Khánh Đỗ đúng không? Đúng rồi, chị Khánh Đỗ. Đấy lên đúng mã hàng. Em có nhá chị nhá. Quần Momo em có một loại nữa. Chị Huỳnh Mai tin thế, thank you vợ chồng em. Rồi, lên M62 cho em là được chốt đơn chị nhá. 199.000 một chiếc. 199.000 nhá, chị nào lên cho em mã sơ mi này là M62 199.000. Chị ơi em nhận được hàng rồi, mặc đẹp lắm. Cảm ơn chị Chuyên Trần nhá đấy. Hàng nhà em các chị cứ xem feedback của các khách hàng, đa số 100% là hàng lúc nào cũng đẹp, chất đẹp. Đấy. Khỏi chê. Hàng đẹp mà nó lại có nghĩa là tiêu chí nó vừa rẻ mà nó hàng chuẩn. Hàng chuẩn kiểu gì nó sẽ đẹp hơn cái hàng fake rất là nhiều. Ok chưa? M62 nào sơ mi em mặc các chị nhá. Nó có đính cườm đấy. Đó, đính cườm này các chị yên tâm, kể cả đính đá hay đính cườm đều không bao giờ bị bung. Đó, và cái phần cổ này nó ra đính, à cái phần ngực này nó sẽ đính thành ba cúc, làm sao này các chị mặc nó thoải mái, không sợ bị lộ. Rồi em qua mã mới nhé các chị em nhé, qua mã gì nhỉ? Không sợ các chị bị lộ bảo hàng. Vừa có chị nào vừa bảo qua mã gì nhỉ? Qua mã Gucci à hay cái gì nhỉ? Quần đây, này. À đây. Hiện tại em đang mặc cái quần gì? Xin phép mặc cái áo Dior với không chị nào hỏi nhá. Em mặc áo Dior về cho các chị nào hỏi áo Dior em giờ em mặc luôn nhá. Xong giờ em qua quần suông cho chị gì nhỉ? Chị Hằng xem. Chị Hằng Bùi ấy, chị gì? Đây. Em lên từng mã, mỗi mã em qua khoảng độ 1 phút 2 phút thôi các chị, nhiều quá không thể nào ấy được các chị. Mời hết mọi người đấy các chị ạ. Đấy, thế nên là các chị thì cho em cái động lực đi, cho thả mai thật. Mới chị ơi, mới chị chấm em một chấm mà mới chị chia sẻ cho em vào một hội nhóm để em bán hàng. Rồi. Em bán cái hàng. Con này con Dior các chị này. Rồi còn mua mua để nó, cảm ơn chị Trần Thị Chuyên rất là nhiều nhá. Đấy, các con này nhiều chị vừa nãy chị nào hỏi thì các chị lên cho là A1 nhá, nó có hai màu. Một màu như em đang mặc và một màu như là màu trắng đen này, trắng đen và một màu hồng đen. Chị nào lấy cái mã này thì các chị lên đúng cho em là A1. A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em và A1 có giá là 189.000 một chiếc thôi. Có quần đùi nhá chị Diệp 10 nhá, tiến lên em quần đùi hai vợ chồng nhà bán hàng khí thế. Đấy, chị nào lấy này, áo len này, cái này là len cực đẹp nhá các chị yêu nhá, đây này. Len này chị nhìn tay này không có một cái vết nối hay là một cái thừa gì luôn. Hàng đẹp. Cái này trời này. Trời thu mà ở ngoài miền Bắc thì mặc cái này quá đẹp luôn đấy chị yêu ạ. Đúng rồi chị Hằng. Cực đẹp luôn. Chồng bán hàng khí thế đấy. Chứ một mình em nói yếu nói đuối lắm. Quần da dáng dài. Ok, xin chào chị Điệp 10 nhá, chị La Mai này. Đấy, chị Ân Lê này đấy. Đó, các chị chấm rồi. Em còn biết các chị đang xem like mà đấy. Hàng con này thì này. Quá đẹp luôn, hàng len chuẩn nhé các chị nhé. Cái quần cơ em thử đấy. Cho các chị xem. Len cực mịn luôn chứ không phải là cái len đan như kiểu ngày xưa cái đâu. Cái này len dày dặn. Quần đâu? Quần đấy. Đúng đấy. Không phải. Quần kiểu vải đó. Đấy nhá, giờ chờ em lên qua quần nhé, chị nào lấy cái mã này là bao nhiêu nhỉ? A1. Mã A1 nhé các chị yêu nhá. Con áo này quá đẹp luôn này. Nhưng các chị khoác ngoài, khoác đi chơi cực kỳ đẹp. Đây hàng len đây các chị, len như này mà nhìn có thấy sợi đan len đâu. Đồ nhà em này đẹp lắm mình. Cảm ơn chị An Lê nhá. Em chấm nhiều nè đấy. Chị Dương lâu lâu vào xem vẫn là phân cứng. Rất nhiều phân cứng này. Con đi ơ này quá đẹp luôn này, chị nào hỏi lên cho em mã đi bơ này. Con này mà không lên thì quá tiếc các chị ạ. Mai lạnh rồi không có gì mặc. Lại nhớ đến cái áo nhà xốp nhà đoàn. Giờ em lên cái quần ông đứng nhé, chị nào ấy nhé, quần còn này. Cái duy nhất đâu. Còn đúng cái, chốt cho chị nào chờ mãi giờ em chốt luôn. Hàng em đẹp lắm các chị, khỏi phải chê đây. Từ cái tay đi, không thừa ra một cái cọng chỉ nào luôn. Đấy. Cái này, 100% hàng Quảng Châu cao cấp, không có hàng loại 2, chị yêu nhé. Em bây giờ mới kiểu sơ mi cho các chị xem. Các chị tương tác nhiều đấy, nó có chữ phân cứng hiện lên nhìn nó đẹp, đẹp hơn không? Đấy. Chị thả tim thả like cho em, 250 chị đang xem này, một bên kia là gần 100 chị này, bên này có 5 chị này. Đấy, 5 chị đấy cho em xin một chấm nào. Hôm nào gửi thắt lưng cho em nha. Ok chị Chuyên Trần nhá, không có thắt lưng. À chị Chuyên ơi, chị lấy đơn nào không thì chị em rồi em gửi thắt lưng. Trời chị nhớ nhắc con em nhá, nhớ nhắc em bảo nhân viên rồi cho vào cho chị, chắc là
kiểu lúc mình ấy hàng này xong nó rơi ra chị không để ý. Rồi, cái con ống suông này đẹp chưa các chị này? Tuy nhiên nó chỉ còn một cái size L duy nhất. Em là 56 cân nên mặc hơi rộng một tí này. Thực ra là mặc đứng lên vẫn ghế được. Còn đúng cái, chị nào chốt nốt cái quần ống suông này không không đẹp em không lấy tiền, con này quá đẹp luôn. Rẻ hơn cái quần ống len một chút, 219.000. Chị mặc ống len trên cả chân mới đẹp. Đấy, trên mắt cả chân. Đây chị nào lên em cái quần này này, đấy, con này quá đẹp luôn các chị yêu. Đấy. Con quần này mà còn chê nữa thì không còn gì để nói. Cái kiểu này không phải kiểu ống len mà kiểu này kiểu ống đứng hết nhá. Ông cái đứng. Này kiểu chất vải, không chất u mì. Chất vải nhưng mà lại co giãn nó mới đẹp chứ các chị ạ. Nó co giãn đấy các chị nhá. Để chị luôn à. Ok chị hàng bù nhá. Xong chốt luôn chị này. Chị lên cho em mã quần này, quần gì đấy? Quần này là quần vải thôi. Còn đúng một cái. Hết rồi chị ạ. Còn đúng một cái. Con này quá đẹp luôn, không phải nghĩ rồi. Nhìn phát là phải yêu luôn, không có là em không có còn cơ hội. Em có con này nè, đẹp lắm luôn rồi, Phương Trương đẹp lắm luôn đấy, cái phần tai này. Đó chị hàng bùi nhá. Cái này mã này còn một cái duy nhất thôi, đừng lần sau đừng hỏi em còn không, em hết sạch. Đẹp không thừa là một sợi chỉ luôn chị yêu. Sắp cười sang quần còn sót. Rồi em chuyển sang quần đùi nhá. Quần canh mặc á. Quần canh mặc là quần nào hả chị ơi? Quần nâu hay là quần đen? Đây giờ vợ em mặc quần sóc nhung mà cho các chị xem nhé. Nhà em còn quần sóc nhung nữa. Áo bao nhiêu ca? Áo này bao nhiêu? Áo beo đấy là 195.000 nhá chị Phương Trần nhá. Chị lên cho em mã này mà gì? 960. Chị Phương Trần lấy mã đấy lên cho em là 960 195k. Mã kèm số điện thoại, chị nào lấy cái áo beo đấy lên cho em là 960 nhá. Mã kèm số điện thoại. Hàng nhà em thì không phải nói về chất lượng, chỉ nói về các chị chỉ cần lăn tăn về size số thôi, các chị cảm thấy mình vừa là được. Chứ còn không phải nói về chất lượng. Vì nó quá đẹp rồi. Anh chồng thường không? Chồng nó đang thế. Cảm ơn chị Đăng Thủy nhá. Xem con bò Momo. Con bò Momo em vừa mặc không? Chị Khánh Nam Đỗ. Chị Khánh Nam Đỗ khách quen, nghe quen lắm. Thật ra cái này thì kết hợp với kiểu em mặc cái này size hơi rộng rồi. Size 230. Đó, em mặc size 28, 29 là vừa. Em mặc size 30. Ok, chị nào lấy áo thì các chị lên trên là 960 cho em nhá. Có chồng vào nói đỡ chứ em nói một mình em không thở không rõ hơi các chị ạ. Đấy. Chị nào áo sơ mi đính cường có phải cái này không Huyền Linh? Thực ra cái này mỗi cái áo sơ mi này nó đính đá, đính đá thôi. Có bán cho Phương Trương nhá, bán hết. Ghế đỏ, ghế xanh bán hết. Phương Trương hỏi có bán ghế đỏ này không này. Bán cái này chị mua 95.000, bán cho em là 195.000 nhá. Ship về quán là ngồi cửa đấy đón khách. À quên, đang định mặc cái áo khác. Vợ cất ghế đỏ đi nhìn. Khách hàng hỏi ghế, mất ghế của chồng đó. Cất đi. Phương Trương mua cái này 195.000 nhá. Phương Trương là Phương Trương đang thừa tiền biết mua cái gì. Rồi treo này mã sơ mi này đẹp lắm, 195.000 một chiếc. 95.000. Và em chỉ còn size S, M, L thôi. Huệ Linh hỏi cái mã nào mà có đính cườm nhỉ? Vừa lấy cái áo chị dơ lên có đúng không? Đây là đính đá. Nhà em còn gì các chị muốn hỏi mua gì em bán hết ạ. Có từ tất này đến các loại quần áo đầy đủ hết các chị ạ. Đấy. Có cả ví, cả giày. Ví tay nhưng mà không lên được. Mấy nữa có khi là phải dành thời gian chụp ảnh đăng lên xả cho các chị thôi chứ không thể nào kiêm được hết. Ok, bó vào luôn đi mày. Này để anh chở riêng em nhá, riêng cái ghế này là phải chở riêng vào. Cái ghế này là không thể nào mà ấy được. À chị nào vừa hỏi áo bò anh thì này, đây đây là áo bò đây. Rồi ok, các chị nào chấm tương tác cho em để tránh trường hợp bị ẩn comment các chị nhá, bị ổi, lại bị ỉu rồi các chị ạ. Đấy, mà cái quần này lại hơi bị rộng một chút. Chị hóng giày à? Chị hàng mùi hóng giày, đấy. Chị hàng mùi hóng giày từ cả đến cả tháng ấy rồi một chữ lên được giày. Giày lười lên quá các chị ạ. Có thể là, rồi ok, ngày mai em chuyển, em tuyển được nhiều nhân viên rồi thì em sẽ có thời gian để em không thành thời gian để thuyết đơn lắm chứ. Xin chào chị Nguyễn Ngọc Hà. Đấy các chị mới chị chấm em tương tác thành phần cứng. Mỗi hôm vào săn quà em tặng ưu tiên phần cứng trước. Rồi cái này như chị nào mà lấy được con áo bò này chị đang bận là bao nhiêu? Quần sóc đang mặc là bao nhiêu vậy?
Rồi okay, hiện tại cái này chỉ còn size 28 và size 30. Xin phép chị Yên cho các chị với giá là 189.000 một chiếc này. Bao nhiêu? Ghi cho em là... Đây là có size này. Này không có mã. Không mã bao nhiêu này? Ghi cho em là sóc nhung. Chị nào ghi cho em là sóc nhưng mà bao nhiêu sóc nhung? M012. M012. À đây đây, có đây đây, 912 đây. M912. Họ ghi cho em là... Ghi là 912 đi. Ừ. 912 nhập sang mã áo chứ. Mà lại không biết là cái 912 này cái gì. S912. Ờ S912 nhá. S912 130 tiền vậy. 912. 189.000. 189.000. Cái này là sóc nhung chị nhá. Đó, sóc nhung mặc nhìn nó sang hơn rất là nhiều so với sóc thường. Các chị này. Nhìn kỹ phần nhung ạ. Con này cực đẹp nhá các chị nhá, long lanh lấp lánh đấy chứ không phải là nhìn đây này nó có những cái chấm nó long lanh như này các chị ạ. Nhưng mà không biết là ở trong live các chị có nhìn rõ không. Chứ con này là cực đẹp luôn, cực sang trọng. Đó, chị nào lấy sóc nhung các chị lên là S. S là shop ạ. S912. S912 đấy. Chị lên M912 lại nhầm sang áo. Rồi ok chưa, chị nào lấy áo bò các chị lên cho là áo bò kèm số họ cho em nhá, có đủ size từ size M cho đến size 2XL. Đó, như chị nào mà cái này trong các chị miền Nam các chị mua rất là nhiều. Đấy rồi, như khi nào ở miền Bắc ngày mai gió mùa rồi các chị mặc được cho em M, N, XL và 2XL. 219.000 một chiếc áo này, các chị nên cho là áo bò kèm số nào cho em thôi. 219.000 một chiếc, quá đẹp, quá xuất sắc. Thì nào lấy áo bò lên cho em mặc áo bò này nhá. Cực đẹp, quay lưng xem. Đấy, cái phần lưng này. Đằng sau đính đá đấy các chị yêu nhá, cực đẹp luôn đây này. Đá đính sau lưng này. Hàng em là hàng loại 1 nhá, cao cấp các chị yêu. Riêng con này mà ra ngoài quán nó phải bán cho chị 500-600.000 một con. Áo bò đắt tiền rồi. Đấy. Chất co giãn cực đẹp. Lại có cả giày nữa hả em yêu? Có ví, có giày, có đồ chip, rồi có quả tất các kiểu đủ lắm chị Hoan dù ạ. Nhiều lắm. Quan trọng là em chưa lên. Mà em hiện tại em đang tuyển nhân viên đi rồi. Đi qua ít đồ chip Nhật cho các chị sao? Chị nào đặt? À, chị nào muốn em lên chip Nhật thì chấm cho em nhé. Tại vì là em mới nhập được lô chip Nhật rất là rẻ. Đó. Bán nhanh để ế hết chứ chị ạ. Để chuột cắn hết. Chuột cắn hết ạ. Rồi. Chắc qua nhanh rồi tí sẽ lên bộ đồ nhỉ. Qua nhanh bây giờ qua nhanh các chị nhé. Lan mam quá. Ai? Giờ em qua bộ đồ 3 món nhé. Từ từ tí nhé. Bộ đồ lại. Qua nốt cái mã này xong em qua bộ đồ nhé. À đây nó tròn lắm chứ chị ở tranh nhau đấy. Có gì không nghe này. Tròn đá này. À chị Bình Nguyễn ơi, áo bò là 219.000 nhá chị nhá. Áo bò nó còn có cả đính đá đằng sau cơ. Áo bò 219k nhá. Đấy, áo bò 55 cân. Có áo bò 55 cân mặc vừa chị Phạm Loan nhá. Em có size hay sao? Có size. Có size MLX. Có size MLXL mà. Đấy, còn khóc được các chị ạ. Đây các chị này, đính đá. Áo bò nhá, đính đá nhá, hàng đẹp, hàng chuẩn nha em, tất cả đều là hàng mới. Đấy, và cái này nhà em đã cắt sẵn cho các chị rồi. Đó, chị nào lấy áo bò này lên. Cái này là nó cắt cúc sẵn nhá chị yêu nhá. Không có một về chị rồi, mua áo rồi. Về không bảo là cái này nó không. Rồi, nó cắt áo bò sẵn kèm số cho em. Cái này là hàng mới nha em, chuẩn đét luôn này. Áo bò kèm số cho em với phần đá rất là sáng, thương hiệu Chanel chị nhá. Qua mã. Ok. Quần bò Momo bao nhiêu tiền vậy? Quần bò Momo là 249.000. Đúng không? Quần bò Momo là 249.000 nhá. Chị lấy lên cho em là quần Momo kèm số điện thoại nhá. Là em biết. Áo bò 55 cân thì chị mặc size M cho em nhé, chị Phạm Loan nhé, 55 cân bằng cân của em. Hôm nay lên đứng chính xác là 55 cân. Ok, chị Nguyễn Thị Hằng cái áo bò này. Đấy. Đó, chị nào lấy áo choàng này thì lên cho là áo choàng kèm số điện thoại cho em. Quá đẹp. Đấy, và đằng sau này. Con áo choàng này mặc trời thời tiết như này quá đẹp luôn đấy. Cường với chị lấy một cái kiểu cường mà tí chị lên lại sau cái mã này nhá Huệ Linh nhá. Đang chị nào lấy áo choàng này, hôm trước là chị em lên một cái và rất là nhiều chị tranh nhau, cuối cùng là may sao em vẫn bán thì vẫn có một chị nghe máy. Các chị nhá, chắc chắn lấy hàng hết lên cho em. Và cái này là có một size L và một size XL, còn hai chiếc duy nhất. Đứng sát vào, đứng sát vào chứ. Đá này đá đổi máu kìa. Con choàng này cực đẹp nhá các chị nhá. Đây tay ren này, đấy đằng trước. Đấy. Cái này là tay nó hơi bồng bồng một chút, nhìn rất là điệu. Đằng sau này. Đẹp lắm. Chúng xa hẳn ra. Chị nào lấy áo choàng thì lên cho là áo choàng kèm số điện thoại cho em. Và cái áo choàng này là hàng đẹp nhà em. Và xin phép để với giá trong livestream là không còn giá là 299.000 nữa mà sẽ là 239.000 một chiếc. Không đẹp, không ưng, không lấy tiền.
hàng chuẩn nhà em các chị nhá. Ok chị Hòa chưa? Lê nhá. Lê thì là áo choàng kèm số điện thoại cho em. Còn đúng hai con chị nào chốt nốt cho em. Xinh quá. Bán nốt hai con này. Cái này không có cúc quá chị ạ. Cái này chỉ mặc choàng thôi. Thôi rồi qua đi cô ạ. Chồng em muốn qua nhanh. Qua nhanh mẫu rồi chị ạ. Giờ muộn rồi. Còn chị nào chấm không? Để em còn biết các chị đang xem không? Em nghỉ like đây các chị ơi. 12 giờ rồi. Mấy giờ rồi? 11 rưỡi. 11 rưỡi rồi, chị nào đang xem thì cho em xin một chấm nào. Đây áo bò, à áo choàng đây nhé. Chị nào xem mã thì lên đây. Áo choàng nhé, cực đẹp luôn đấy chị yêu ạ. Đấy. Con này đính đá sau này. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy. Định lên cái này nhưng mà các chị nhớ ấn theo dõi fanpage cho em nhé. Để ngày mai mình vào xem like, ngày em ngày nào cũng có hàng mới về. Hàng Quảng Châu 100%, cực đẹp. Shop Nhài Đoàn đấy chị yêu nhé. Bởi vì mình mua hàng thì mình phải biết shop mình tên gì. Đây, nhà em có cái biển kia là nó có chữ shop Nhài Đoàn đấy các chị. Các chị không nhìn rõ, em cũng nhìn không rõ. Mai cắt, mai cắt chữ to giạt bố đấy. Rồi các chị này, đây là một cái áo sơ mi cắp cườm. Áo tròn là áo gì nhỉ? Áo choàng. Áo choàng, ok chị Hoàng Thanh Vân áo choàng này. Quần sọc nhung giá bao nhiêu? Quần sọc nhung là giá 189.000 nhá chị Bích Trinh nhá, là tên là S912. Quần sọc nhung là S912 nhá. Chị lên cho em là, hoặc là quần sóc nhung cũng được. Mai nhân viên nó chốt cho dễ chị ạ. Thôi em tí em chỉ lên quần này thôi, đỡ phải lên nhiều, chị nhầm. Nhầm ấy. Đây là cái kiểu sơ mi cắt cườm, không biết không phải Linh hỏi mã hay không. Tuy nhiên là cái này không có size rồi, Linh ơi. Ok, chị lên hàng nhá, nhớ để ý số điện thoại cho em và nhớ là lên số điện thoại chuẩn cho em nhá. Bên em gọi ép, em còn gọi đi gọi lại cơ. Chẳng quan trọng là các chị nghe máy cho em và số điện thoại phải chuẩn. Quần sóc nhung này cực đẹp nhé chị nhé. Quần này là cực đẹp luôn. Đấy, mặc sang trọng, sang chảnh. Chanh xả luôn. Cái này em đi kết hợp với cái bót ấy, nhìn đẹp hơn. Này là vợ em lười đeo bốt lên chứ còn đeo lên là đẹp mà chị yêu. Thì em sẽ kết hợp với kiểu bót, nhìn nó chất á. Còn 250 chị này đấy, thế chị mỗi chị chấm cho em một chấm tương tác. Các chị nhớ ấn theo dõi fanpage vì nó hay hiện lên đấy, nó có cái chữ bật hoặc là tắt đấy. Các chị ấn bật đó. Lên là mai nó khắc hiện lên. Hiện lên ngay trên vòng. Mày đóng cửa vào đi. Sao em không được ai gọi vậy? Phương Trường á, Phương Trường anh ấy, máy gọi cho em thì hết tiền em ạ. Ok, áo choàng size XL số điện thoại. Ok, chị Thịnh Tình, áo choàng là 239.000 nhá các chị nhá. Đây 239.000. Con này là choàng trời này là quá đẹp luôn, trời thu này. Không lấy con áo choàng này thì quá phí luôn các chị ạ. Đấy. Đó, chị nào lấy con áo sơ mi này, các chị lên đúng mã hàng cho em là M962 cho em. Con mã này là con kiểu cổ, là kiểu cổ kép cườm các chị nhá. Kép cườm này. Đó. Và cái này là có size L và size XL, có một kiểu áo giống chị đang mặc nhưng màu khác phải không? Đúng rồi Huệ Linh nhá, có màu khác nữa. Vừa đó chị lên là quan trọng là lấy em ra. Đấy. Chị nào lấy mã này các chị lên cho em là M962 cho em. Cái kiểu khác thì có size cho Huệ Linh, còn kiểu này thì còn size to. À, cái này nhìn áo kiểu như da báo rất là đẹp quá chị ạ. Rất là đẹp nhá, và nó hàng bên phần tay nó trên là một lớp, còn phần thân này nó là hai lớp, không hề bị lộ một chút nào hết. Chị nào lấy mã này các chị lên cho là M962 cho em. Có phần đính cổ này. Đấy, và kép cườm. Kép cườm rất là đẹp các chị ạ. Hàng sơ mi này về rất là toàn nhiều hàng đẹp. Quá đẹp, quá xuất sắc. Chị nào lấy mã này các chị lên cho là M962 cho em nhá. 199.000 một chiếc. Ok này. Lên nó cho Huệ lên cái áo kép cườm này. Rồi. Đây Huệ lên này, cái này thì còn sai cho em đúng cái mã này không? Đó. Chị các chị chỉ cần cho em đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em là em chốt đơn các chị nhá. Đúng mã hàng và số điện thoại là em chốt đơn. Ui. Đi cái này đau chân hơn cả đi bút. Đúng rồi Huệ Linh. Cái đấy thì có size của em đấy. À Huệ Linh mặc size S cho chị. Huệ Linh mặc size S cho chị một vừa nhá. 199.000 một chiếc. À chị Khánh ơi, đây. Em ra quần Momo chị xem nhá. Em mặc mãi thì chị không ngắm. Xong rồi là chị ra ngoài. Chị ngồi một tí đấy các chị ạ. Đấy.
hoặc là em like tận khi nào các chị không còn chị nào xem thì thôi. Đây quần Momo đây chị Khánh Nam Đỗ này chị này. Quần Momo này hình kiểu của hình con mèo. Đó, cái này thì em còn size từ size 27, 27 trở lên, 27, 28 và 29 chị nhá. Những chị nào tầm cân nặng là 55 cân đổ lên các chị mặc được trong cái quần này. Lên cho là quần Momo nhá, nhớ là hình con mèo cho em. Đấy, và một cái quần nó sẽ bao gồm một cái thắt lưng. Đấy, cái này mặc thì kiểu quần bò nó rất là dễ mặc thôi và nó có co giãn. Rất là đẹp. Ờ, hôm nay có chưa kịp đi bốt. Ờ, em phải đi bốt mà vì mặc cái cả cái kết này nó mới hợp chị ạ. Ok nhá. Đó chị Khánh Nam Đỗ này, nếu mà chị muốn xem cái kiểu dáng quần bò thì tiền lúc tí chị xem lại livestream cho em nhá. Em mặc rồi đấy. Em vừa mặc quần Momo rồi chị ơi. Đấy. Quần Momo thì cực đẹp rồi, chị chỉ việc lên mã thôi, kèm số điện thoại em gửi về chị. Không phải chê đâu, được quần Momo thì quá đẹp rồi các chị yêu ạ. Chị Khánh Nam Đỗ ạ. Thì nếu em tắt like chị xem lại, vừa nãy em vừa mặc xong, chị vào muộn quá. Chị khách quen nhà em rồi, em biết mà. Ok, còn 242 chị, các chị nào đang xem thì thả tim cho em cái nào. Em là thích thả tim với thả like. Mỗi chị chia sẻ cho em vào một hội nhóm. Mỗi chị chia sẻ là tạo là một may mắn cho em. Mỗi chị ấn một nút chia sẻ thôi, mình không mất gì cả, nhưng mà em lại được rất nhiều. Em vừa được tương tác này, được khách hàng này, em được các chị tương tác này, được khách hàng này, đấy, được các chị làm fan cứng này, đấy, được rất nhiều thứ, nhưng mà các chị chỉ một lượt chia sẻ thôi. Ok, chị Hòa Lê một cái quần bò Momo size 27 nhá, ok chị Hòa Lê này, đấy. Đây, dơ quần bò chị xem, đấy, Momo đấy. Đấy các chị yêu nhé, quần Momo đây. Quần Momo thì nó có hình như này, cực đẹp luôn, chất thì đúng như này luôn. Quần này là quần cao cấp nhé các chị yêu nhé, không phải lo, không phải. Quần này thì quá mặc chất mềm mềm luôn, mềm nhũn luôn ấy. Nó không phải nó cứng cứng ngắc đâu, mà cái này nó mềm cực kỳ luôn. Quần Momo bao nhiêu em? Chị vừa vào. Quần Momo là 249.000 nhá. Chị Nguyễn Hoa nhá, quần Momo 249.000. Chị lấy lên cho em là ghi là quần Momo. Đấy, kèm số điện thoại là mai chốt đơn được. Momo thì cực đẹp chị ạ. Cái này nó có tặng kèm một cái thắt lưng này các chị, thắt lưng này đi kèm quần luôn này. Quần đây này các chị này. Có chữ Momo này. Đấy. Hàng Momo là hàng cao cấp rồi. Ok Huy Dương nhá. Đây cái Sony size S, ok. Đấy. Ok. Đấy, con này kết hợp với kiểu như này nó mới đẹp các chị ạ. Cái này em vừa lên rồi, nhưng mà những chị nào mà mới vào thì em lên lại cho các chị nhá. Cái này hiện tại là mới về và có đủ size. Và có đủ size như là tầm size M, size L và size XL, 3 size đấy ạ. M, L, XL, tầm khoảng 47 cân trở lên. Với lại tầm 47 cân trở lên cho đến 67, 65 cân trở xuống các chị mặc được cho em nhá. Đằng sau nhìn cho em này. Quá đẹp luôn. Đẹp quá. Con áo này quá đẹp luôn, không chê đâu. Lên cho em là M565 cho em. 565 với giá là 199.000 một chiếc. Đó, chị em lấy mã này các chị lên đúng mã hàng cho em nhé. M565 kèm số điện thoại cho em, 199.000 một chiếc. Có quần Momo khác không? Có quần Momo khác kiểu hình như này. Rơi cho chị cái. Em rơi cho chị xem nhá, chị Nam Khánh Đỗ nhá, em rơi cho chị. Nó là dáng giống nhau nhưng mà nó là hình khác nhau. Nó là hình thiên thần nhá. Khi nào lấy áo là lên trên M565 à? Áo M565. Lấy áo là M565 nhá, em có đủ size từ M, L, XL. Đây chị, em dơ, em đứng ngoài xa em dơ. Anh dơ chị, không nhìn được. Đây nha chị nhá, quần Momo hình thiên thần này. Cái này cũng đẹp này, ở dưới gấu thì nó có hình con nhện này. Đấy, cực đẹp luôn. Riêng mà mặc con quần này thì không chê vào đâu được luôn các chị yêu ạ. Đấy, cực đẹp. Nó có hai kiểu thôi, một cái là thiên thần, một cái là hình con mèo. Đấy, chị nào lấy lên cho em là quần Momo. Rồi, chị nào lấy mã này thì lên nhanh cho em là M565 cho em là được chốt đơn. 199.000 một chiếc, quá đẹp, quá rẻ. Rồi, ok chưa? Lên đúng mã hàng, kèm xuống hoặc là được chốt đơn thôi nhá. Tích xì kéo xuống cho em.
Ôi mặc có một chút kéo xuống thêm mà trắng thì mặc lại rất là đẹp các chị ạ. Phần cổ đằng sau của nó này. Cho anh các chị. Đấy, màu 565 kèm số tặng cho em. Hàng da rất là đẹp. Và cái này là hàng 2 lớp, phải hàng 1 lớp mỏng da có chị ạ, hàng 2 lớp. Chất dày dặn. Đấy, thương hiệu LV. Quá xinh, quá xuất sắc. Lên mã này thì lên luôn cho là M565 kèm số tặng cho em nhá. Xinh không ạ? Nhìn gần cho các chị xem rồi em sẽ chuyển sang mẫu khác. Ok chưa? Con ok chị Nguyễn Hoa, quần Momo size 26 này. Em muốn xem lại quần loe mà like đầu tiên chị Vinh Nga. Chị Vinh Nga ơi, tí xem lại cho em nha, quần... tí em không dám lên. Tí chị xem lại nữa bởi vì là cái quần đấy khách em hàng. Hết hàng rồi chị ạ. Khách đặt nhiều quá. Em sợ thiếu hàng không lấy được mà. Nhưng cái mã nó đẹp thì nó chỉ về có một lần thôi, cùng lắm là nó về là được 2 lần. Chứ nó không có nữa. Nó chỉ ra một lần xong là nó xóa mã nó ra cái khác rồi chị ạ. Nó ra mẫu mới liên tục. Ok này chị Nga Nguyễn cái 565 này, đấy. Nhiều chị. Thế thì ngã. Chị Nga Nguyễn 565 đấy, chị nào mới vào nhé, các chị ấn theo dõi fanpage cho em nhé, shop nhà Đoàn. Các chị nhớ ấn theo dõi để mình, ví dụ sau này mai ngày kia mình có tiền nhà em thì ngày nào cũng có hàng mới về mà hàng Quảng Châu 100%. Nếu mai kia mình có tiền thì mình tìm mua quần áo, mình cứ không biết tìm đâu. Khách hàng em VIP lắm các chị ạ. Mỗi ngày các chị lần nào lên livestream, có nhiều chị ngày nào lên livestream các chị cũng mua hàng nhà em cơ. Đấy, không biết chán. Nghiện, nói chung là nghiện luôn. Các chị nhớ theo dõi shop nhà Đoàn nhé các chị nhé. Chị để ý. Em có cái biển kia mà em thiết kế mất mấy trăm nghìn mà bé quá, không ăn thua, không nhìn thấy gì. Biển chơi bời mấy chứ làm gì. Thiết kế cắt gọt ở trên mạng xong ship về đây mất mấy trăm nghìn tiền ship, mất 50.000 tiền ship về mà nhìn không thấy gì, bé quá, con thua. Đây một con dòng áo veo này các chị này. Đó, tuy nhiên cái này chỉ còn 3 chiếc duy nhất thôi. Và các chị tầm khoảng cân nặng là từ size M, có một size M và size L, 60 cân đổ xuống mặc được cho cái mã này nhá. Đó, lên đây là M103 cho em. Và cái này tuy đẹp nhưng mà giá em tri ân. Và giá tri ân nhá. 179.000 một chiếc con mã này. Đấy, lên nhanh và luôn cho em. Con này xinh chưa? Cái này kiểu da beo nó rất là nhìn nó rất là sang nhá. Sang xịn mịn các chị ạ. M103 cho em 179.000 một chiếc. Không hay nhầm các chị ạ, còn 3 chiếc duy nhất. Một chiếc size M và 2 chiếc size L thôi. Quay sau các chị xem. Con này quá đẹp luôn các chị yêu ạ. Đấy, đứng gần vào. Có phần cổ và đính đá nhá. Cổ này, cổ đá và đá đính đá. Tay đen tận đấy. Đấy, quay sau. Đấy. 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 Xin chào chị Thủy Đặng Thủy này đấy, các chị đang xem. 103 kèm số thôi cho em nhá, 100. 179.000 một chiếc, không nghe nhầm, quá đẹp cho một cái áo hàng beo này. Cái hàng beo này cổ trẻ không? Cái này cổ rất là trẻ các chị nhá. Tầm khoảng các chị bằng kiểu tụi em. Mặc được hai mấy rồi mặc được. Đó, xinh quá. Ok chưa? Kết hợp vừa theo gen vừa đính đá này. Cái cổ tay, cái tay nó rất là thoải mái. Em 56 cân, 55 cân, chính xác này là 55 cân. Mặc vừa cái size M. Mà cái này em chỉ chốt tầm khoảng 60 cân đổ lại thôi các chị nhá. 65 cân không vừa cái mã này rồi. Mã này hiện tại em không còn size XL. Chị nào lấy mã này các chị lên luôn cho em là M56. À quên, M103 cho em. 179.000 một chiếc, quá đẹp cái phần nách của nó này. Rất là đẹp. Ồ, rất là thoải mái, không phải cái hàng khó chịu luôn các chị nhá. Rồi nhanh chóng em chuyển sang cái mã khác. Em chuyển sang mã khác nhé. Còn chị nào đang xem thì chấm cho em một chấm này, em đổi mã nếu không em nghỉ like này các chị ơi. Cũng muộn rồi, 12 giờ rồi, cho con đi ngủ. Còn chị nào xem thì chấm thả tim thả like lên cho em, nếu không là em nghỉ đây, mai em lên tiếp. Mai lại có hàng mới về các chị yêu ạ. Còn một cái 481 này hôm trước là tưởng hết hàng. Các có size L. Ok chị Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Hà Ngọc một cái M103 này, size XL này. Chị chưa thì chưa, hôm nay không chọn được mã gì à? Đấy chọn mã gì đi rồi em gửi kèm cái thắt lưng cho chị nhá. Tại vì là kiểu một cái thắt lưng nó lại mất phí ra. Yên tâm, từ giờ đến Tết kiểu gì em chẳng gửi thắt lưng đến nhà chị, lo gì. Rồi chuyển sang mã khác các chị nhá, cái này mặc rất là sáng ra các chị ạ. Chị ơi đẹp nhưng mà mình mặc nó phải đi với nhau chị ạ. Ví dụ như là cái áo này nó phải mặc đi với cái quần này. Nó phải là cả cây cơ. Rồi chuyển sang mã hàng tiếp theo này. À cái mã này còn một chiếc duy nhất. Mình đau chứ nhỉ. Mang áo dây ra tặng cho chị nào lấy, tặng cho mỗi chị cái áo dây.
Em tặng cho mỗi chị một cái áo dây nhá các chị nhá. Vừa bán vừa tặng vừa chi ân. Vừa bán vừa tặng vừa chi ân cho các chị mỗi chị một cái áo dây cuối like. Các chị lại tưởng chị nào lấy thì chấm cho em xin một chấm này, em tặng áo dây này, có mấy chục thôi, rẻ lắm. Tặng lỗ cho các chị mỗi chị cái áo dây. Bây giờ mấy giờ rồi? 11 rưỡi. Sơ em còn một cái duy nhất size L. Chị đo tầm khoảng cân nặng là 58 cân đổ xuống, các chị mặc được trong cái mã này. Lên thêm là M481 cho em. 100. Bộ tầm có bao nhiêu nhỉ? 481 199.000 nhá các chị nhá. 481 199.000 còn một chiếc duy nhất và thiết kế nó kiểu như này. Đó. Rồi xin chào chị Thị Nga Nguyễn này, xin chào chị Nguyễn Hằng Ngọc, xin chào chị Chuyên Thị Trần Thị Chuyên. Ok, cái này quá đẹp, quá xuất sắc các chị ạ. Không đẹp không lấy tiền. Cái mã này cháy hàng và duy nhất còn một chiếc duy nhất này em đang treo ở đây. Các bạn ấy không biết, các bạn ấy tưởng hết hàng rồi, báo cho khách hàng là hết hàng. Còn một chiếc size L duy nhất 199.000 một chiếc này. Chị nào lấy mã này các chị lên luôn bằng ngay cho là M481 cho em nhé chị nhá. Xinh lắm, cái này xinh lắm các chị ạ. Cái này mặc không sợ bị lộ đâu, không sợ bị lộ cái phần dây bên trong. Ờ, xin chào các chị, nhìn kỹ cho này. Ngày mai có khi hỏi lại không còn hàng các chị ạ. Ngày mai có khi hỏi lại không còn hàng rồi, ok chưa? Cái phần này bên trong này em mặc cái áo ở dây của em đấy. Đấy, còn lại nó sẽ nó như này nhưng không hề bị hở cái phần áo trong của mình. Rồi ok, chị Hằng phạm một chiếc M481 hết hàng. Một chiếc duy nhất của một chiếc cái này cũng là một chiếc duy nhất. Những cái nào mà em sẵn báo là còn 1-2 chiếc thì chị nào chắc chắn lấy thì hãy lên đơn xem nhá. Tại vì nếu mà cái nào nó còn số lượng nhiều thì không nói làm gì. Cái nào có một chiếc thì các chị cố gắng và chắc chắn lấy thì hãy lên đơn cho em. Đó, cái này kiểu hở một chút này. Kiểu út út mở mở các chị. Cái này là kiểu hàng đính nhũ. Rồi. Khi điện chốt hàng chị chuyển khoản được không em? Chị Nguyễn Hoàng Ngọc chuyển khoản được chị nhá. Đấy. Chuyển khoản trước thì em giữ hàng. Đấy, cái này. Rồi Huệ Linh này, Huệ Linh muộn rồi, Huệ Linh nghỉ trước đi tí, chị sẽ cố thêm một số mã để cho khách hàng các chị lựa chọn, các chị dồn đơn rồi chị sẽ nghỉ nhá. Đấy, còn những chị nào mà ngày mai có đơn. Ngày mai có đơn và có số điện thoại rồi, ngày mai để ý điện thoại cho em. Ok chưa? Các chị nào mà còn thức được thì vẫn muốn săn hàng thì cứ ở lại tiếp tục livestream của em nhé. Đây là một cái áo nhũ hàng cuối cùng. À quên, cái này là một sản phẩm cuối cùng và còn một chiếc duy nhất. Size này là size S. Những chị nào tầm cân nặng là 57 cân mà được cho em. Cái này rất là con, rất là tốt và nó là chất nhũ này. Đó, nhìn nó sẽ có ánh nhũ các chị nhé. Nhìn nó sẽ có ánh nhũ. Ok, còn một chiếc duy nhất 179.000 một chiếc áo này. Các chị lên luôn cho là M040 cho em. M040 179.000 một chiếc. Có nghĩa là cái này em lấy gọi là dưới nhá nhập ấy. Bởi vì nó còn một chiếc duy nhất, chị nào lấy cái này lên cho là M040 cho em nhá. Size S 57 cân đổ xuống. Đó, nhìn kỹ cho em rồi nhá, cho đơn này. Mà không thấy hở này, các chị cho em một cái đường, một đường chỉ đây, đính vào đây. Tự nhiên nó sẽ có một cái giải đá này rất là đẹp. Đó, đính vào đây cho em. Ok chưa? M040 179.000. Bán tí cho em một cái mã này. Em còn một cái sát lách cuối cùng. Mã áo đấy là bao nhiêu tiền? Mã áo đấy là bao nhiêu? Đúng rồi Linh. Huệ Linh, áo đấy là M040 cho chị nhá.
áo đấy là 179.000. Rồi cái này sang lát cuối cùng này các chị này, đây là một cái duy nhất thôi. Và cái này vẫn chắc là bán 159.000, tuy nhiên còn một cái duy nhất em xin phép để với giá là 129.000 một chiếc. Đó chị ơi, mã này các chị lên đúng mã hàng cho em là áo dây, à quên, áo sát nách cho em. Sát nách kèm số điện thoại cho em, 129.000. Ok chưa? Có đẹp, cái phần cổ của nó hơi cao một chút này. Còn đằng sau nó chỉ là đen thôi. Thử nha đi, hôm nay vậy. Hôm nay chúng ta hả? Cái đi. Cái đi rồi. Cái ít. Rồi, cái này các chị nên là sát lách kèm số cho em nhá. Em sẽ lên một số mã nữa rồi em sẽ nghỉ livestream nhá. Cái sát lách thì rất là dễ mặc thôi, các chị kết hợp với kiểu áo choàng hoặc là áo vest cho em đều được. Đó, đẹp quá các chị ạ. Cái này tầm khoảng 57 cân thôi, 57 cân đổ số mặc đẹp cho em nhá, không chốt khoảng 60 cân đổ số đâu. Trên 57 cân không mặc vừa. Cái này đá ấy. Ok, hello chị Nguyễn Hoàng Ngọc này. Những chị nào mà chưa ấn theo dõi fanpage thì ấn theo dõi fanpage shop nhảy đoàn cho em nhé. Chị nghỉ đi. Chị em nghỉ like lên, mai like lên mạng mới đấy chị nhá. Giờ muộn, không còn chừng nào xem live stream nữa. Đúng rồi, đúng xe thôi Huệ Linh đấy, từ từ mình tính. Đợi em còn chưa lên mấy cái mã em còn định lên đâu. Nhiều chị vẫn còn đang xuống xe luôn á. Rồi những chị nào đang xem livestream của em cho em nhìn một chấm này, hoặc là em sẽ nghỉ livestream đây để chiều mai em sẽ lên tiếp, chiều mai em sẽ lên tất cả những siêu phẩm tiếp, ngày mai lại có những cái mã hàng mới các chị ạ. Ok, quần chị đang mặc bao nhiêu tiền chị ơi? Quần em đang chi yên là 189.000, chị Loan cầm nhá, 189.000 quần sóc nhung. Ok, Huệ Linh một cái M040 rồi Huệ Linh này. Đó, chị nói mã này thì nên luôn cho em. Quần này nó mà quần sóc các chị ạ. À các chị như thế nào mà tối nay chưa chọn được mã gì, chiều mai, trưa mai nhé, tầm khoảng 1 giờ các chị lên cho em. Chị Loan cầm mấy cái này thì là chất nhung, không có chất vải thì nhá, nhé, không có chất vải. Chất nhung nhìn nó sang hơn, nó đẹp hơn. Đó, chất vải nhìn nó lại quê quá. Đấy. Cái này là gió mùa về là các chị mặc ngay trong cái áo này nhá. Ngày tối nay là lịch là gió mùa về rồi, còn không biết là có về thật hay không. Đấy, một con kiểu áo đá cổ cao hơi 3 phân. Đấy, và cái này đính đá vàng này. Đính đá vàng ở tay và chữ ở tay. Rất là đẹp thôi. Cái này tầm khoảng 65 cân đổ xuống các chị mặc được cho em. Từ 50 cân cho đến 65 cân các chị mặc được cho em cái này nhá. Cái này em còn 2 chiếc này. Rồi, em sẽ qua mã này rồi em sẽ nghỉ livestream. Và những chị nào chưa chốt được ngày mai, chiều mai lên cho em nhá. Chiều mai lên với em. Ok, mã này là mã 552 cho em, 189.000 một chiếc, 552 chị nhá. Ok chưa? Em thấy mã nào cũng đẹp, quan trọng là các chị thích ưng kiểu dáng nào thôi. Rồi, ok chưa? 552 kèm số điện thoại cho em, 189 cánh. Rồi. Mỏi quá rồi các chị ạ. Rồi chị nào lấy cái mã nào thì lên cho em nhé. Còn những chị nào còn đang lăn tăn thì mà ngày mai xem lại livestream của em. Rồi. Em làm sao bên em cam kết lúc nào cũng chất hàng chất loại 1 cho các chị nhá. Chiều mai lên tiếp. Bây giờ là em tuyển thêm được nhân viên thì nên em quẩy cho các chị nhiệt tình. Em không phải mất nhiều công sức để gọi điện cho các chị nữa. Em có nhân viên làm hết, thế nên em chỉ livestream thôi. Thế nên là có rất là dư sức để livestream cùng với các chị. Ok chưa? Những chị nào mà chưa chốt được đơn ngày mai các chị lên với em nhá. Rồi, Phương Trương áo này cũng có rồi à? Phương Trương áo lao Phương Trương cũng có rồi à? Vẫn còn đang xem livestream à?
Rồi như thế nào mà cố gắng ngày mai, không biết có phải bộ đồ không nhỉ, không biết có kịp bộ đồ không. Trưa mai lên tiếp Phương Trương nhá. Còn bây giờ em xin phép nghỉ livestream ở đây thôi. Rồi xin chào tất cả các chị nhá, và chúc các chị ngủ ngon nha. Chiều mai em lên. Rồi ok chưa? Rồi xin chào tất cả các chị nha.